phải thiệt luôn ha. Lâu lâu cái nén. Lát nó mệt thì mình phải lo cho nén nó. Nén thiệt. Cực sớm hay khỏe sớm? Đó cũng sớm, đẻ sớm mướn bà vú dữ. Hai đứa mướn bà vú dữ hết. Đứa trai đứa gái. Hai thằng trai hết. Có con gái cũng bảo ngày nó còn dài là thấy quải. Cách 8 năm á mà còn ra con trai nữa đó. Nó thằng lớn nhỏ hơn nhỏ cả tuổi luôn á. Hello mọi người. Tiếp like tiếp bộ thiết kế nha mọi người ơi. Này tiếp mặt là bộ lưới. Lưới ép nhung. Một khung lưới nha. Khung lưới. Rồi bộ tiếp mặt là số 2 á khách. Số 2 ha, 40 cho đến 50 kg. Số 3 thì 50 đến 57 kg, số 4 là 57 đến 62 kg. À xin chào chị Ngọc Châu. Nhận được đồ chứ chị? Sale 149.000 nha mọi người. Rồi diễn giá xong rồi. Bây giờ like thôi. Sáng giờ căng thẳng quá. Căng thẳng quá mọi người ơi. Bộ tiết mặt mình ghi cho tiếng là lưới 2 nha, 40 đến 50 kg. Giá sale 149.000 nha khách. Giá sale 149.000. Dạ em chào thì chị Phạm Thị Gái, chào Nguyễn Thị Tú Trinh. Chào chị Nguyễn Liên. Rồi bộ em mặc lưới 2 giùm em nha. Bộ này là đen 4 nha khách. Size 4 nha, 57 đến 62 kg. Đen 4 57 đến 62 kg. Lưới mỏng không chị? Không có mỏng ha. Đó chị mặc nè, đâu thấy gì đâu. Nghe không? Nè chị mặc nè. Đây. À có thấy gì đâu. Dở lên cho coi luôn. Nè có thấy gì. Thấy chưa? Có thấy gì đâu. Dở lên cho coi luôn. Đen 4 cho tươi bùi. Rồi đây khách ơi, nâu 2, 40 đến 50 kg nâu 2. Rồi, nâu 2. Khách mới kèm số điện thoại nha khách. Em mới nhận được đồ. Ủa, bật cái đó lên cho tiếp gì vậy? Bật cái máy lên chưa? Thấy cái máy có đèn không? Không 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 không, không tắt được chỗ đó. Nghe cái máy. Cái này hả? Ừ. Có nè, có đây mà. Đừng có tắt cái công tắc rồi, nó tắt luôn cái máy em. Tí xíu nha, tí vô là cái án. Rồi, tươi bụi đen 4. Rồi, số 4 lớn nhất. Số 4 lớn nhất. Rồi, cảm ơn Yến Nhi. Rồi, đây khách ơi, bộ tiết mặt lưới 2. Rồi, anh Hương Trần Thị đi đơn hồi sáng một cái em. Rồi nâu 2 nha khách. Số 2 nhỏ nhất, 40 đến 50 kg nâu 2. 40
40 đến 50 kg đầu hài. 40 đến 50 kg nha khách. Rồi đây nâu hai bộ đẹp quá nè. 40 đến 50 kg nâu hai. Rồi xanh dương 3 khách ơi. Size 3 nha, 50 đến 57 kg, xanh dương 3. Rồi xanh dương 3 chị đổ hàng đồ em sale chị, cho nên em bốc lên bộ này em biết bộ đó thôi chị, không có đủ size nha. Rồi xanh dương 3. Đồ là đồ sale mấy chị, sale mới giá 149.000, cho nên là em bốc lên bộ này em chỉ biết bộ đó thôi. Còn lại là em không biết nó còn size gì nha mấy chị nha. Cái này ghi cho tiếp là xanh dương 3, size 3 50 đến 58 kg, 57 kg xanh dương 3. Cà rốt 3, 50 đến 57 kg size số 3, cà rốt 3. 50 đến 57 kg. Cà rốt 3. 50 đến 57 kg. Rồi, các lấy gì cho tiếp, cà rốt 3, 50 đến 57 kg. Nâu 2 chị Nguyễn Liên. Rồi ok chị. Rồi đây khách ơi, mình ghi lại cho tiếp đen 3 nha. 50 đến 57 kg đen 3. Đen 3 50 đến 57 kg đen 3. Đến 57 kg đen 3 khách ơi. 50 đến 57 kg đen 3. Đây, đẹp nha mọi người. Rồi mọi người lấy thì ghi cho tí là đen 3, 50 đến 57 kg đen 3. Rồi có hai bộ đen 3 nha khách, 50 đến 57 kg mình mặc size 3. Hồng 4 nha khách. 57 đến 62 kg. Việt Nguyễn đen 3. Rồi đen 3 tiếp còn một bộ. Hồng 4. Size 4, 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Rồi cái này là tím 3 nha khách, 50 đến 57 kg tím 3. 50 đến 57 kg tím 3 là size 3 nha khách. Tím 3, 50 đến 57 kg tím 3. Rồi cảm ơn Hương Nguyễn. Rồi giống tiếp mặt lưới 3. Kiểu giống nha khách, lưới 3 nè, 50 đến 57 kg lưới 3. 50 đến 57 kg lưới 3. 50 đến 57 kg rồi lưới 3. Cà phê sữa 2, 40 đến 50 kg, cà phê sữa 2. 40 đến 50 kg. Cà phê sữa 2. Rồi 40 đến 50 kg. Cà phê sữa 2. Lưới 3 chị đổ hàng. Chị đổ hàng lưới 3. Cam 4 đi khách. 57 đến 62 kg cam 4, đẹp quá mọi người ơi. 57 đến 62 kg cam 4. Xuất sắc luôn. 57 đến 62 kg cam 4. Rồi khách ghi cho tiếp là đen 3 nha, 50 đến 57 kg đen 3. 50 đến 57 kg. Đây, mẫu quá đẹp. Đen 3 nha, 50 đến 57 kg đen 3. Rồi đỏ 3 luôn mọi người. 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. Quá đẹp luôn.
Rồi cái này mình ghi cho Tiết là da ba. Đen ba cho Việt Nguyễn. Việt Nguyễn đen ba. Rồi da ba 50-57kg da ba. 50-57kg da ba. Lưới 4 nè khách. 57-62kg lưới 4. 57-62kg lưới 4. 57-62kg lưới 4. Hồng 2 40-50kg hồng 2. 40-50kg hồng 2. Rồi 40-50kg hồng 2. Thảo cam lưới 4. Hồng 2 40-50kg hồng 2. 40-50kg lưới 3 nha khách, lưới 3 50-57kg lưới 3. Rồi đen 4 57-62kg đen 4. Hồng 2 cho Lan Anh. Lan Anh hồng 2. Ok Nhi Nam. Rồi cái này là đen 4 hết thôi. 57-62kg đen 4. Lưới 4 đã chốt rồi khách, đã chốt rồi. Đen 4 57-62kg đen 4. Rồi trắng 2 khách ơi. 40-50kg. Chị Trần Thị Kim Tuyến, chị 50kg, chị cao nhiêu chị? Em 50kg 1m62 chị. Mình 50kg mình cao nhiêu? Tại vì 50kg là phải cao mới vừa, 50kg thấp là không vừa nha. Trắng 2 cho Linh Trần. Hồng da 2 40-50kg hồng da 2. Em Nhi Nam ơi, em kêu gửi cái nào chị gửi cái đó em. Kêu nào gửi cái đó em. Chứ đâu phải là chị tự ý chị gửi đâu. Mà em hỏi chị gửi đi chị nào. Em kêu gửi địa chỉ nào thì chị gửi địa chỉ đó mà. Trần Thị Kim Tuyến, bộ đang mặc. Rồi hồng da 2 40-50kg. Hồng da 2 40-50kg hồng da 2. Nguyễn Đăng Thanh hồng da 2. Rồi khách ơi, vàng 2 40-50kg, số 2 nhỏ nhất nha khách. Vàng 2 40-50kg, vàng 2. 40-50kg, vàng 2. Xanh dương 3 50-57kg, xanh dương 3. 50-57kg, xanh dương 3. 50-57kg tóc size 3. Xanh dương 3. Anh Hư Trần Thị, em nói sáng đi đơn, vậy là đơn này đi đơn sau nha em. Hồng da 2 chị chốt rồi nha. Đỏ 4 nè khách. Đẹp quá nè, 57-62kg đỏ 4. Rồi đỏ 4, 57-62kg đỏ 4. Rồi da 4 57-62kg da 4. 57-62kg da 4. Nguyễn Thảo đỏ 4. Rồi ok chị. Rồi da 4 nha khách.
57 đến 62 kg da 4. Đẹp quá, da 4 nha. 57 đến 62 kg da 4. Rồi cam 3, 50 đến 57 kg cam 3. 50 đến 57 kg cam 3 khách ơi. 50 đến 57 kg cam 3. Nguyễn ngang da 4. Rồi Nguyễn ngang da 4. Rồi quá đẹp luôn. Cam 2 khách ơi. 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg cam 2. Rồi 40 đến 50 kg cam 2. Cam 3 hu thì, hu thì có cam 3. Hồng 2 chắc là 40 đến 50 kg. Xích tỉnh 30, Sài Gòn 20. Hồng 2 40 đến 50 kg hồng 2. Rồi 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. Xanh đen 2. Xanh đen 2 40 đến 50 kg xanh đen 2. 40 đến 50 kg xanh đen 2. 40 đến 50 kg. Thu thì chị không có nhớ em ơi. Rồi hồng 4 nha khách, size 4 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Rồi bi 2 40 đến 50 kg, bi 2. 40 đến 50 kg. Bi 2 khách hàng 40 đến 50 kg. Rồi, quá đẹp luôn nha. Bi 2 40 đến 50 kg. Lưới 4 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. Rồi, cà rốt 3, 50 đến 57 kg cà rốt 3. Lưới 4 Nguyễn Thảo. Cà rốt 3, 50 đến 57 kg cà rốt 3. 50 đến 57 kg cà rốt 3. Vàng 4. 57 đến 62 kg vàng 4. Quá đẹp luôn. 57 đến 62 kg vàng 4. 57 đến 62 kg nha khách vàng 4. Nâu 2 40 đến 50 kg nâu 2. 40 đến 50 kg nâu 2. 40 đến 50 kg nâu 2.
40 đến 50 ký ông hai. Bộ mặt hết rồi đó. Rồi xanh 4. 57 đến 62 ký xanh 4. 57 đến 62 ký xanh 4. Có người coi mỏng ai mua 200 người coi đó, mỏng ai đặt hết chưa? Rồi mã này ghi cho đích xanh dương 4, 57 đến 62 ký xanh dương 4. 57 đến 62 ký xanh dương 4. 57 đến 62 ký xanh dương 4. Rồi đỏ 4, 57 đến 62 ký đỏ 4. 57 đến 62 ký đỏ 4. Đen 4, 57 đến 62 ký đen 4. 57 đến 62 ký đen 4. Phạm Phạm xanh dương 4. Xanh dương 3. 50 đến 57 ký xanh dương 3. Xanh 4 và kim cúc. Kim cúc xanh 4. Kim cúc xanh 4. Đen 4, dung lê. Dung lê đen 4. Xanh dương 3, 50 đến 57 ký xanh dương 3. 50 đến 57 ký xanh dương 3. 50 đến 57 ký xanh dương 3. Rồi, cái này ghi tiết là chữ 3, 50 đến 57 ký chữ 3. 50 đến 57 ký chữ 3. Rồi, đỏ 3. 50 đến 57 ký đỏ 3. 50 đến 57 ký đỏ 3. Tai lỡ 2. 40 đến 50 ký tai lỡ 2. 40 đến 50 ký tai lỡ 2. 40 đến 50 ký tai lỡ 2. Hồng 2 khách 40 đến 50 ký hồng 2. 40 đến 50 ký hồng 2. Rồi, khách lấy ghi cho tiết hồng 2, 40 đến 50 ký hồng 2. Đó, bỏ ra mấy chục bộ có ai đặt không? Mai tiết không có like thiết kế đâu mọi người nha. Rồi, cái này ghi cho tiết là da 4 nha. 57 đến 62 ký da 4. 57 đến 62 ký da 4. Nó nãy giờ like mấy chục bộ có ai đặt đâu. Da 4. Rồi, bi 3. 50 đến 57 ký Long Nguyễn da 4. Hồng 2 Mỹ Hà Phan hồng 2. Y 3 Bích Vân Y 3. Rồi ghi cho tiếp luôn.
vàng 2 40 đến 50 kg vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. Xám 4 57 đến 62 kg xám 4. 57 đến 62 kg xám 4. Nguyễn Đăng Thanh vàng 2. Xám 4 57 đến 62 kg xám 4. Lâm Nguyễn có xám 4. Rồi ok khách. Đen 2 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. Rồi đỏ 3, 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. Rồi nâu 3. Nâu 3 luôn khách. 50 đến 57 kg nâu 3. 50 đến 57 kg nâu 3. Vàng 3 luôn. Đen 2 cho Ngọc Tiên. Ngọc Tiên đen 2. Nâu 3, Bích Vân nâu 3. Đó, 3 cho chị Thí Diễm. Rồi, chiếc đang cầm là vàng 3 nha. 50 đến 57 kg vàng 3. 50 đến 57 kg vàng 3. Hồng 2 40 đến 50 kg hồng 2. 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 Vàng 3 chị Thí Diễm vàng 3. Này cho tức là nâu chữ 3 nha. Rồi 50 đến 57 kg nâu chữ 3. 50 đến 57 kg nâu chữ 3. Quỳnh Thị Hiền một đơn hàng chưa nhận chị ơi, khi nào nhận rồi mới chốt nữa nha chị. Rồi nâu chữ 3 nha khách. 50 đến 57 kg nâu chữ 3. 50 đến 57 kg nâu chữ 3. Rồi mã này mình ghi cho tí lưới 3. 50 đến 57 kg lưới 3. 50 đến 57 kg lưới 3. 50 đến 57 kg lưới 3. Cam phan không có. Tay lỡ 2 40 đến 50 kg tay lỡ 2. 40 đến 50 kg. Tay lỡ 2 40 đến 50 kg tay lỡ 2. Đặng Hà nâu chữ 3. Rồi ghi cho biết là vàng 2 nha khách. 40 đến 50 kg vàng 2. 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 Lưới 3, Quanh Hiền Nguyễn Thị lưới 3.
Rồi cái này ghi cho Tiếu là đen 4 nha. 57 đến 62 kg đen 4. 57 đến 62 kg đen 4. 57 đến 62 kg. 57 đến 62 kg. Rồi đỏ 3 nè khách, 57, 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg. Vàng 2 Nguyễn Đăng Thanh, vàng 2. Rồi đỏ 3 nha khách. 50 đến 57 kg đỏ 3. Đen 4 cho Út Phạm Phạm, đen 4. Đỏ 3 thì Dương, thì Dương đỏ 3. Bộ này mình ghi cho tiếng là da 3 đi nha. Cũng là lưới nhưng mà đọc mã khác. Da 3. 50 đến 57 kg da 3. 50 đến 57 kg da 3. 50 đến 57 kg da 3. Rồi xanh Dương 4. Xanh Dương 4 size 4, 57 đến 62 kg, xanh Dương 4. Da 3 cho Na Cà, Na Cà da 3. Rồi xanh Dương 4. Size 4, 57 đến 62 kg, xanh Dương 4. 57 đến 62 kg, xanh Dương 4. Rồi giống tiết mặt bông khác là lưới 2, 40 đến 50 kg, lưới 2. 40 đến 50 kg lưới 2. 40 đến 50 kg, giống tiết mặt nhưng mà bông khác ha. Lưới 2 40 đến 50 kg. Rồi vàng 3 50 đến 57 kg vàng 3. 50 đến 57 kg. Vàng 3, size 3, 50 đến 57 kg. Vàng 3. Quanh chút. Rồi quanh chút lưới 2. Cam 2 luôn khách. 40 đến 50 kg cam 2. Cam 2 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg cam 2. Rồi cái này mình ghi cho tiết đen 2 luôn nha. 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. Đen 3. 50 đến 57 kg đen 3. 50 đến 57 kg đen 3. 50 đến 57 kg đen 3. Vàng 3. 50 đến 57 kg vàng 3. Sau lưng nè. 50 đến 57 kg vàng 3. 50 đến 57 kg vàng 3. Đen 2 cho Nguyễn Liên. Nguyễn Liên đen 2. Sao bộ này ta? Hai bộ. Đen 2. Đen 2. Vàng 3 Long Nguyễn. Bộ này là đen 3 khách, 50 đến 57 kg. Đen 3 là bộ này ha, bộ này đen 3. Hoa nhí 4. Rồi, hoa nhí đại đi, 60 đến 65 kg, hoa nhí đại. 60 đến 65 kg. Rồi, khách lấy gì giùm tiếp, hoa nhí đại, 60 đến 65 kg. Hoa nhí đại 60 đến 65 kg. Hoa nhí đại 60 đến 65 kg.
2, 40 đến 50 kg đỏ 2. 40 đến 50 kg đỏ 2. 40 đến 50 kg đỏ 2. Hoa cúc 3 50 đến 58 kg. Hoa cúc 3 này là áo sơ mi dạng rộng nha. Hoa cúc 3. Rồi 50 đến 58 kg hoa cúc 3. 50 đến 58 kg hoa cúc 3. Rồi nâu 2 40 đến 50 kg nâu 2. 40 đến 50 kg nâu 2. 40 đến 50 kg nâu 2. Lưới 2 40 đến 50 kg lưới 2. 40 đến 50 kg lưới 2. 40 đến 50 kg lưới 2. Vàng 4. 57 đến 62 kg vàng 4. 57 đến 62 kg vàng 4. 57 đến 62 kg vàng 4. Hồng 2 40 đến 50 kg. Mỹ Hà Phan nâu 2. Mỹ Hà Phan nâu 2. Trần Thị Kim Tuyến lưới 2. Rồi, bộ này là hồng 2, 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. Rồi, hoa nhí 2 40 đến 50 kg, hoa nhí 2. 40 đến 50 kg, hoa nhí 2. 40 đến 50 kg, hoa nhí 2. Hồng 2 cho Nguyễn Đăng Thanh, hồng 2. Hoa nhí 2 khách 40 đến 50 kg. Đỏ 4, 57 đến 62 kg đỏ 4. 57 đến 62 kg đỏ 4. 57 đến 62 kg đỏ 4. Rồi, hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. Thanh Ngọc bơm 2 đơn hàng không có bán nha. Rồi, thiệt luôn á, nói hoài luôn, cũng lên đặt hoài luôn, bơm 2 đơn. Người ta không có nơi bán rồi, cứ lên đặt hoài. Đỏ 4 Phương Nguyễn, bơm 2 đơn không thấy ít mấy chị. Em nói em không có bán mà cứ lên đặt hoài luôn. Rồi, hồng 2. Hồng 2 40 đến 50 kg hồng 2. Rồi, hồng 3 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg, mua hàng rồi bơm cho đã rồi vô đặt hoài. Em nói thiệt luôn, em ghét mấy người bơm. Không bán nữa. Hồng 2 Thi Ái Nguyễn. Hồng 3 Trần Vi. Hồng 3 Trần Vi. Thanh Ngọc ơi, bây giờ muốn nói cho nhục nữa không ha? Bơm rồi muốn nói cho nhục nữa không? Có nghe máy đâu mà nói là đặt bộ này giao bộ kia. Để nói cho nghe, Facebook cũ là Thảo Ngọc, địa chỉ Khánh Thuận, Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang. Để nói cho nghe cho nhục thêm nè ha. Facebook cũ là Thảo Ngọc, đặt là cái nào cũng đi đơn đi chị, đi đơn đi chị, giao tới nơi không bao giờ nghe máy. Tại vì nghe máy là bị trúng quýnh hay sao á, không bao giờ nghe máy. Nói cho nhục thêm nè, Facebook Thảo Ngọc đó, bơm hàng rồi người ta không bán, nhục quá, về đổi Facebook lại là Thanh Ngọc, lên đặt like rồi ở đây, đặt ở đây lưu đầy đủ hết, nói cho nghe
địa chỉ, số điện thoại, tên Facebook cũ, nói ra nghe nha, để Nhục thêm nè, để Nhục thêm nè. Đó, bơm. Có nghe máy đâu, đặt hàng lên là chị ơi đi đơn khỏi loại, đi đơn khỏi loại. Đúng, thật sự tới nơi không bao giờ nghe máy. Không bao giờ nghe máy, bơm mấy đơn hàng về. Mặt dày, lên like đặt, còn nói là đặt cái này đưa cái khác. Cái này là mặt dày, mặt dày luôn chứ không phải mặt mỏng như người ta. Rồi, đây chốt cho tiếp là trắng 4. 57 đến 62 kg. Trắng 4. 57 đến 62. Có cầm tới cái cục hàng đâu mà nói đặt cái này giao cái nọ. Mặt dày quá vậy. Bơm hai đơn hàng người ta. Đến nỗi mà phải sửa tên Facebook để đặt lại. Có nhận cái cục hàng có cầm trên tay miếng nào đâu mà nói là đặt bộ này giao bộ khác. Hai đơn hàng trả về. Rồi trắng 4, 57 đến 62 kg. Mặt quá dày luôn. Phải chi là cầm được tới cái bộ đồ của mình đâu. Đâu có cầm tới được bộ đồ của mình đâu. Hai đơn hàng đâu có cầm tới đâu. Trắng 4 cho chị Ngọc vào. Rồi ok chị trắng 4. Rồi cái này hồng 3 nha khách. 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Bơm hàng đó nó phải đi sửa tên Facebook để đi đặt lại mấy chị. Mà làm như sửa tên em không biết vậy đó. Rồi em đâu có biết đâu, em đọc từ cái số điện thoại tới địa chỉ thôi, em đâu biết đâu. Tưởng nó sửa tên ai biết. Rồi buổi 4.0 nha. 4.0 mấy chị. Rồi à, ghi cho tiếng là hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Xanh dương 3. 50 đến 57 kg xanh dương 3. Size 3. 50 đến 57 kg. Rồi thì dương hai bộ đi đơn. Ok thì dương. Xanh dương 3. 50 đến 57 kg xanh dương 3. Rồi mẫu giống là sáng trước mặt nè khách. Đỏ 2 nha, chấm là sáng mà. Rồi 40 đến 50 kg đỏ 2. 40 đến 50 kg nha khách. Đỏ 2. 40 đến 50 kg đỏ 2. Rồi hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg. Chị Nguyễn Lan Chi có xanh dương 3. Rồi cảm ơn Sang Lâm, hôm qua nhận được 5 bộ đồ bên chị ưng lắm, xanh dương 3 chị Nguyễn Lan Chi. Rồi mã này là hồng 4. Rồi Nguyễn Đức có hồng 4, 57 đến 62 kg hồng 4. Trắng 2, 40 đến 50 kg trắng 2. 40 đến 50 kg trắng 2. 40 đến 50 kg trắng 2. 40 đến 50 kg. Còn mặt em bán rồi chị. Vàng 2, 40 đến 50 kg vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. Hồng 4. Hồng 4 em chốt rồi. Rồi cái này ghi cho em là vàng 2 nha. Hồng 4 chốt rồi khách. Hồng 4 nó cổ vuông hay cổ gì? Cổ vuông. Cổ vuông. Giống này à? Giống này à? Nó xè xè. Không phải. Trắng 2 Mỹ Hà Phan. Hồng 4 tiếp chốt rồi khách. Rồi vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. Quanh chút đi đơn. Rồi hồng 3. Em ơi bây giờ em đi đơn á, thì chị ở đây chị biết in giấy đi đơn thôi. Còn em muốn chuyển tiền em đợi bên chốt đơn gọi báo em.
Thế bây giờ chị đâu có biết em đặt mấy bộ đâu mà chị báo. Cho nên bây giờ em đi đơn hay em muốn chuyển tiền? Muốn chuyển tiền thì em không cần nói gì hết. Khi nào bên chị gọi báo số tiền thì em nói ờ để em chuyển. Còn bây giờ em kêu đi đơn là bên chị sẽ gửi và giao tới nơi là thu hộ tiền. Đó, em muốn làm sao? Bỏ giấy đi đơn một tí. Vàng 2 cho Huyền Mai. Rồi, hồng 3, 50 đó 57 ký. Hồng 3. Chị ở đây chị chỉ ngồi like thôi, còn chốt đơn là nhân viên chị chốt. Đó, cho nên em muốn biết bao nhiêu tiền thì em đợi nhân viên chị gọi. Chứ chị ở đây chị chỉ ngồi like thôi, chị không biết giá tiền nhiêu hết. Tại vì chị không biết là em đặt bao nhiêu bộ. Giờ em tự nhiên em kêu chị là báo số tiền làm sao chị biết, chị báo cho em. Số tiền nó rất là quan trọng, đâu có áo tầm bậy tầm bạ được. Đó, bây giờ quanh chút muốn sao. Hồng 3, 50 đến 57 ký. Chị ở đây chị chỉ like thôi, chị không phải là người chốt đơn. Hồng 3, 50 đến 57 ký. Rồi, hồng 2, 40 đến 50 ký. Hồng 2, 40 đến 50 ký. Hồng 2, kêu đi đơn là gửi luôn, không có gọi. Còn muốn biết bao nhiêu tiền thì đợi bên tiếp gọi. Làm việc cái gì cũng phải có khâu, chứ đâu phải mình muốn theo ý mình là được hết. Quanh chút rồi, like này có một bộ đi đơn. Quanh chút like này một bộ đi đơn. Đó, lúc thì chuyển, lúc thì đi. Hồng 4, 57 đến 62 ký. Nguyễn Thanh Hoàng, hồng 3. Mấy chị phải suy nghĩ, người ta làm việc lúc nào người ta cũng phải làm theo hệ thống, chứ đâu phải mà muốn như mình. Ừ, bây giờ kêu bao nhiêu tiền cái ở đây em phải bỏ cái like em xuống em soạn đồ em báo. Mình phải suy nghĩ người ta làm ở đâu, tôi cũng phải có từng khâu và có hệ thống chứ. Ở đây là chỉ ngồi like xong rồi mới soạn đồ, soạn đồ xong rồi mới cộng giá tiền báo khách, chứ đâu phải khách nói là giờ em đang ngồi like đây cái em phải bay xuống em soạn đồ em tổng tiền em nói khách liền. Rồi ở đây ai ngồi like? Rồi, hồng 4, 57 đến 62 kg. Ở đâu người ta làm ta cũng phải có thứ tự hệ thống, chứ đâu phải muốn ào ào là ào ào đâu. Rồi, mã này ghi cho tới là chữ 3. Cái này là sơ mi nha, áo sơ mi nó sẽ rộng hơn áo kiểu. 50 đến 58 kg. Rồi, chữ 3, 50 đến 58 kg. Chị Nguyễn Lan Chi, chị có một bộ, em có đọc tên chị mà chị. Em có đọc tên chị mà. Rồi, chữ 3, 50 đến 58 kg. Chữ 3, 50 đến 58 kg. Chữ 3. Rồi, cà rốt 2, 40 đến 50 kg, cà rốt 2. 40 đến 50 kg. Cà rốt 2, 40 đến 50 kg. Cà rốt 2, 40 đến 50 kg. Rồi, nâu 2. 40 đến 50 kg, nâu 2. Cà rốt 2 cho Huyền Mai. Rồi, nâu 2. 40 đến 50 kg, nâu 2. 40 đến 50 kg, nâu 2. Rồi, nâu 3. 50 đến 57 kg, nâu 3. 50 đến 57 kg, nâu 3. Trăm 49.000 Nguyễn Nhi. Đỏ 4, 57 đến 62 kg đỏ 4. 57 đến 62 kg đỏ 4. Vàng 2, 40 đến 50 kg vàng 2.
40 đến 50 kg vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. Rồi cái này ghi cho tí là đỏ chữ 4, 57 đến 62 kg vàng 2 cho Huyền Mai, nâu 3 chị Thí Diễm. Đây vàng 2, nâu 3. Đỏ chữ 4, 57 đến 62 kg, đỏ chữ 4. Đỏ 4 cho Phương Nguyễn, Phương Nguyễn đỏ 4. Đỏ chữ 4, 57 đến 62 kg, đỏ chữ 4. 57 đến 62 kg, đỏ chữ 4 cho Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn đỏ chữ 4. Kem 4 đi khách, 57 đến 62 kg kem 4. 57 đến 62 kg kem 4. 57 đến 62 kg kem 4. Rồi, đen 2 đi khách, 40 đến 50 kg đen 2. Lâm Nguyễn kem 4. Đen 2, 40 đến 50 kg đen 2. Trang Phạm hồi sáng 2 bộ gửi luôn, ok Trang Phạm. Rồi. Chị Thí Diễm đi đơn ok chị. Rồi, mã này ghi cho tiếp. Đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. Phối 3 đi khách, 50 đến 57 kg phối 3. Đen 2 cho Nguyễn Phương, rồi Nguyễn Phương đen 2. Phối 3, 50 đến 57 kg phối 3. Quá đẹp luôn. 50 đến 57 kg phối 3 nha khách. Phối 3, đẹp quá nè. 50 đến 57 kg phối 3. Lâm Nguyễn phối 3 rồi, khách mới thôi mình 6 bộ rồi. Bây giờ mình mua thêm nữa mình cọc cho tiếp mấy chốt thêm nữa được nữa nha khách. Mình ghi cho tiếp hồng 2, 40 đến 50 kg hồng 2. 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 À, bộ này là dạng sơ mi hồng 2 cho Ngọc Phan. Sang Lâm có 1 bộ, Sang Lâm có 1 bộ. Rồi, mã này là nâu 3 nha khách. Nâu 3 là dạng sơ mi, dạng sơ mi là áo rộng nha, quần ôm nha. Nâu 3, 50 đến 58 kg. Nâu 3, 50 đến 58 kg nâu 3. Áo sơ mi dạng rộng nâu 3. Rồi, đây là nâu 4, 57 đến 62 kg nâu 4. 57 đến 62 kg nâu 4. 57 đến 62 kg nâu 4. Dương cam có nâu 4. Rồi ok khách. Xanh dương 3, 50 đến 57 kg xanh dương 3. 50 đến 57 kg xanh dương 3. 50 đến 57 kg xanh dương 3. Rồi hồng 3 khách ơi, 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Xanh dương 3, hồng 3, 50 đến 57 kg.
Bì hài vậy khách, 40 đến 50 kg bì hài. 40 đến 50 kg. Hồng ba cẩm tú đoàn. Rồi ok khách. Bộ này lỗi rồi nha, bỏ ra. Rồi mình ghi cho tiếp bộ này là nâu 3. Nâu chữ 3, 50 đến 57 kg nâu chữ 3. Nâu chữ 3, Nguyễn Thị Thanh Gương thấy chị. Sơ mi nâu 3. Sơ mi nâu 3. Rồi chị Út Phạm Phạm sơ mi nâu 3. Bộ này là nâu chữ 3, cách hơi 50 đến 57 kg. Nâu chữ 3, 50 đến 57 kg nâu chữ 3. Trần Tina nâu chữ 3, 50 đến 57 kg. Nâu 2, 40 đến 50 kg nâu 2. 40 đến 50 kg nâu 2. 40 đến 50 kg nâu 2. Nâu 4 nè khách, 57 đến 62 kg nâu 4. 57 đến 62 kg nâu 4. 57 đến 62 kg nâu 4. Hồng 3 đi khách, 50 đến 57 kg hồng 3. Nâu 4 Nguyễn Phương. Nâu 2 Nguyễn Thị Nguyệt. Hồng 3 đi khách, 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Đây, size 3, 50 đến 57 kg hồng 3. Hồng 4, đây, cả bộ lưới kiểu giống tiết mặt. Hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Kiểu giống tiết mặt. Trắng 3 khách ơi, 50 đến 57 kg trắng 3. 50 đến 57 kg trắng 3. 50 đến 57 kg trắng 3. Rồi nâu 3 còn bộ nè khách. 50 đến 57 kg nâu 3. 50 đến 57 kg nâu 3. Hồng 4 cho chị Ngọc Giàu. Ngọc Giàu hồng 4. Rồi nâu 3, 50 đến 57 kg nâu 3. Số 3, 50 đến 57 kg. Rồi hồng 3 nha khách, 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Rồi hoa nhí 2. 40 đến 50 kg hoa nhí 2. 40 đến 50 kg. Đây hoa nhí 2. Nâu 3 cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nâu 3. Vàng 4. 57 đến 62 kg vàng 4. 57 đến 62 kg vàng 4. Rồi đây lưỡi hồng 2 với khách, 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg. Rồi chốt cho tiết mã của mình hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. Da 2 luôn, 40 đến 50 kg da 2. 40 đến 50 kg da 2. 40 đến 50 kg. Cà rốt 4, 57 đến 62 kg cà rốt 4.
57 đến 62 kg, cà rốt 4. Lưới 4 nha khách, 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. Cục ở đây hả? Đào Nguyễn kèm số điện thoại vô Đào Nguyễn. Hồng 3 đi khách. Lưới 4 cho Nguyễn Đức. Rồi lấy được bộ đó. Lưới 4 Nguyễn Đức ok. Rồi bộ này là hồng 3 kiểu tiết sặc. 50 đến 57 kg hồng 3. Size 3 50 đến 57 kg hồng 3. Da 2 Trần Thanh Trúc. Trần Thanh Trúc da 2. Lưới 4 hả? Rồi hồng 3 50 đến 57 kg hồng 3. Ngọc Phan hồng 3 dồn đơn ok hết. Chị Nguyễn Đức hai bộ gửi luôn ok chị. Hồng 3 hết nha hết. Hồng 3 hết. Rồi giống tiếp mặt. Da 4 nha. 57 đến 62 kg da 4. 57 đến 62 kg size số 4, da 4, giống tiết mặt. Nhưng mà hoa văn nó khác nha. Caro 3, 50 đến 57 kg caro 3. 50 đến 57 kg caro 3. 50 đến 57 kg, quá đẹp luôn. Caro 3. Rồi, hồng 3 lại cho tiếp hết rồi. 50 đến 57 kg hồng 3. Da 4 chị Út Phạm Phạm da 4. Rồi, bộ này ghi cho tiếp là hồng 3 nha, 50 đến 57 kg hồng 3. Quần đen áo màu. 50 đến 57 kg hồng 3. Rồi, bộ này xuất sắc luôn. Caro 3 Kim Môn Lê Thị. Caro 3 hồng chuỗi 3 nè khách. 50 đến 57 kg hồng chuỗi 3. Hồng 3 cho chị Na Cà. Hồng 3 em ơi, bây giờ giao tới nơi thôi, tiền ship á là 30.000. Ti tin khi nào em chuyển khoản đủ mới lại cộng 10.000. Còn bây giờ á giao tới nơi thu ship là 30.000. Hồng chuỗi 3. Rồi Trần Thanh Trúc một bộ gửi luôn hả em hả? Hồng chuỗi 3 Hà Thị Mỹ Diệp. Hồng chuỗi 3 Hà Thị Mỹ Diệp. Ý quên Sài Gòn hả? Sài Gòn nhà là ship 20. Sài Gòn ship 20. Còn tỉnh mới ship 30. Cam đất 3 50 đến 57 kg cam đất 3. 50 đến 57 kg cam đất 3. 50 đến 57 kg cam đất 3. Cam đất 3. Còn không thì bây giờ chị giữ lại cho em, khi nào em đặt nữa thì em chuyển rồi giao hoặc là thu hộ gì đó em. Có bộ đi luôn Nguyễn Thị Nguyệt. Tại vì đồ hôm qua chị bán là chị lời có 5.000 bộ, em phải chi chị lời nhiều, chị cũng du di cho em 10.000 nữa. Hôm qua hàng có 80.000, của em có 2 bộ, chị lời đúng 10.000. Đó, nếu mà em mua nhiều thì chị du di 10.000 không sao. Nhưng mà ngày hôm qua, đó, chị bán măng rùa mà 80.000, 2 bộ chị lời đúng có 10.000 em. Cam đất 3 cho Phương Nguyễn. Rồi, vàng 4 nha khách. 57 đến 62 kg vàng 4.
57 đến 62 kg vàng 4. Rồi mã này ghi cho tiếp là xanh 3 màu xanh riêu nha. Rồi 50 đến 57 kg xanh 3. 50 đến 57 kg xanh 3. Xanh 3 nha. Rồi 50 đến 57 kg xanh 3. Đến 57 kg xanh 3. Rồi lưới 4 đi khách. 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. Rồi hồng 4 nhìn tí luôn. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Cà rốt 2 40 đến 50 kg cà rốt 2. 40 đến 50 kg cà rốt 2. Xanh 3 cho kim tuyến. Kim tuyến xanh 3. Rồi vàng 4 cho chị Đinh Hạnh. Lưới 4 cho Phương Nguyên. Phương Nguyên lưới 4. Rồi caro 2 40 đến 50 kg caro 2. 40 đến 50 kg caro 2. 40 đến 50 kg caro 2. Lưới 2 đi khách ơi, 40 đến 50 kg lưới 2. Caro 2 Nguyễn Thị Diễm Thảo. Nguyễn Thị Diễm Thảo caro 2. Lưới 2 40 đến 50 kg lưới 2. 40 đến 50 kg lưới 2. Ngọc Phan có lưới 2. Rồi cam đất 4. 57 đến 62 kg cam đất 4. 57 đến 62 kg cam đất 4. Ai cả nhà? À cái quần có sọc nha. 57 đến 62 kg cam đất 4. Rồi, bộ này là đỏ 3, 50 đến 57 kg đỏ 3, tay lỡ nha. 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. Hồng 2 đi khách 40 đến 50 kg. Cam đất 4 chị Út Phạm. Cam đất 4. Rồi bộ này là hồng 2 nha khách. 40 đến 50 kg hồng 2. Hồng 2 bị dơ cái quần quá phải bỏ ra nha khách ơi. Hồng 2 bị dơ quần. Rồi hồng lưới 2, hồng 2 đó bị dơ quần rồi. Bỏ ra. Hồng lưới 2, 40 đến 50 kg hồng lưới 2. 40 đến 50 kg hồng lưới 2. 40 đến 50 kg hồng lưới 2. Rồi cam 2 luôn. 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg. Lưới 4 đi khách. 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. Nguyễn Lài. Nguyễn Lài. Rồi bên chị kiểm tra lại nha em.
Nói chung á, không phải lần nào cũng giống nhau hết, tại vì tùy bên giao hàng, có khi người ta giao nhanh, có khi người ta giao chậm. Rồi lưới 4 Lê Thị Ly. Rồi để chị kiểm tra đơn lại của em. Đỏ 2, 40 đến 50 kg đỏ 2. Rồi để chị kiểm tra cho em. Nhiều khi giao nhanh giao chậm là bên Viettel giao hàng á, chứ chị ở đây chị muốn khách nhân nhận hàng để chị còn lấy tiền nữa mà. Đó, lúc nào cũng muốn giao nhanh 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 để lấy tiền. Nhưng mà nhiều khi là phụ thuộc cái bên giao hàng. Rồi đỏ 2, 40 đến 50 kg. Chứ chị cũng muốn là giao lâu nữa, giao lâu nhiều khi khách người ta đổi ý làm sao. Đó, mình bán hàng lúc nào mình cũng muốn giao cho nhanh cho lẹ. Rồi hồng 4 đi khách. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Vân Trần, con chị ơi, hồi sáng chị kêu đi đơn là không có dồn được. Đó, em nhớ hồi sáng báo đi đơn rồi không có dồn được. Rồi, mã này ghi cho tiếp là hồng lưới 4, 57 đến 62 kg. Hồng lưới 4, 57 đến 62 kg. Hồng lưới 4. 57 đến 62 kg. Rồi lưới 4 lại giùm tiếp nè, 57 đến 62 kg lưới 4. Hồng 4 cho Đặng Ngọc Tuyết. Rồi hồng 4. Đặng Ngọc Tuyết. Lưới 4 đang cầm. 57 đến 62 kg lưới 4. Nguyễn Phương lưới 4. Rồi vàng 4 nha khách, 57 đến 62 kg vàng 4. Hồng lưới 4 chị Nguyễn Thanh Hoàng. Ok chị, hồng lưới 4. Ok chị. Rồi vàng 4 người tiếp nha khách, 57 đến 62 kg vàng 4. Vàng 4 cho Đào Nguyễn, vàng 4. Rồi hồng chữ 4 mọi người ơi, 57 đến 62 kg hồng chữ 4. 57 đến 62 kg hồng chữ 4. 57 đến 62 kg hồng chữ 4. Rồi cái này là sơ mi nha. Đen 2, sơ mi là áo dạng rộng không có ôm, 40 đến 52 kg đen 2. Rồi 40 đến 52 kg đen 2. 40 đến 52 kg đen 2. Này áo sơ mi cùng ôm. Rồi nâu 4 đi khách, 57 đến 62 kg nâu 4. 57 đến 62 kg nâu 4. Em xài gì? Em xài dầu gội ô liu chị. Em chỉ xài cái đó thôi. Em xài dầu gội ô liu, cái chai màu xanh. Chữ 4 Nguyễn Thanh Hoàng. Hồng chữ đó chị. Hồng chữ 4. Rồi bộ kia là nâu 4. Trắng 2 đi mấy chị, 40 đến 50 kg trắng 2. 40 đến 50 kg trắng 2. 40 đến 50 kg trắng 2. Mặt em hết. Tóc dài quá ăn nhiêu nuôi tóc hết nè. Ăn nhiêu nuôi tóc không mà mấy chị. Nâu 2 khách, 40 đến 50 kg nâu 2. Nâu 4 cho Nguyễn Thơm. Hồi xưa tiết mập lắm đó mấy chị, 60kg lần á. Nâu 2, 40-50kg.
bây giờ là còn 50 kg, là tại vì ăn bao nhiêu á là nuôi tóc nè, nên là nâu hai chớp cho đổ hộp. Mỏ yến là trắng hai. Xanh dương 3, 50 đến 57 kg xanh dương 3. 50 đến 57 kg xanh dương 3. 50 đến 57 kg xanh dương 3. Rồi, tay lỡ 3 giùm tí luôn nha. Tay lỡ 3, 50 đến 57 kg, tay lỡ 3. 50 đến 57 kg, tay lỡ 3. Rồi, đây là mấy bộ sơ mi. Mã này ghi cho tiếp là sơ mi 2, 40 đến 52 kg sơ mi 2. Chị đổ hộp đi đơn. Sơ mi 2, 40 đến 52 kg sơ mi 2. Áo sơ mi là dạng rộng nha khách. Bỏ ý. Rồi, cái nào mà bên em chưa gọi, bên em sẽ dồn cho khách. Còn khách nào đã kêu đi đơn hoặc bên em đã gọi rồi là không có dồn được. Đó, cho nên mọi người để ý, nếu mà bên em gọi rồi không dồn, hoặc mấy chị hồi sáng kêu đi đơn là hồi trưa này nhân viên em gói hết rồi, không có dồn được nha. Tay lỡ 3, chị Nguyễn Lan Chi. Rồi, tay lỡ em còn, em lấy cho mình. Rồi, tay lỡ 3. Đây, em dơ kiểu nha, rồi em sẽ chốt cho mấy chế nha. Tay lỡ 3, tay lỡ 2, tay lỡ 4 thì có 3 size luôn á. Tay lỡ 3. Xài cái này mượt lắm chị Nguyễn Ly. Chị Nguyễn Thảo 3 bộ gửi luôn. Rồi, tay lỡ 3 chốt cho chị Nguyễn Lan Chi. Rồi, tay lỡ 3 còn luôn nè khách. Tay lỡ 4. Đợi tiếp cái kiếm tay lỡ 3 đi chốt lỡ 4 rồi chị. Tay. Tay lỡ 3 chị Nguyễn Lan Chi. Cẩm tú đòn tay lỡ 3. Cẩm tú đoàn tay lỡ 3 bông này được không em? Khác bông chút xíu nè. Cẩm tú đoàn nha, tay lỡ 3, nói chung cái bông nó khác khác chút xíu nha. Đây. Bộ này của Cẩm tú đoàn nè. Tay lỡ 3 nha, nếu mà không đồng ý thì nói chị bỏ ra nha, chị lựa bông khác cho. Rồi, Hồng Nguyễn tay lỡ 3 là bộ này. Cái bông á nó khác khác chút xíu à. Nó kiểu như bông cái tựa tựa á. Rồi đây Hồng Nguyễn tay lỡ 3 nè bông. Để ý giùm tí đi. Cách nào không ưng bông thì nói tiếp đi, bỏ ra cho mình lựa bông khác. Nha, cái này của Hồng Nguyễn nha, tay lỡ 3. Tay lỡ 3 đó, chị nào không ưng cái bông tiếp dơ lên á thì nói tiếp bỏ ra. Hồng đổ xanh dương 3. Hồng đổ xanh dương 3. Rồi chị Nguyễn Lan Chi đi đơn. Rồi Cẩm tú đoàn đồng ý, ok hết nha. Cái này tiếp còn tay lỡ 2, tay lỡ 4, tay lỡ 3 luôn nha. Có đủ 3 size cho mình. À, tay lỡ 4 nè. 57 đến 62 kg. Tay lỡ 4. 57 đến 62 kg. Tay lỡ 4 nha, 57 đến 62 kg. Rồi trắng 2 hết. Trắng 2 nè. Trắng này là áo sơ mi tay lỡ nha, 40 cho đến 5 52 kg, tại vì áo sơ mi là dạng rộng. Rộng như thế này nè, trắng 2 40 đến 52 kg. Trắng 2. 40 đến 52 kg. Tay lỡ, sơ mi tay lỡ. Rồi vàng 3 luôn, 50 đến 57 kg vàng 3. 50 đến 57 kg. Rồi vàng 3 nha khách, 50 đến 57 kg. Rồi Hồng Nguyễn bỏ ra, không lấy bông đó. Rồi ok Hồng Nguyễn nha. Rồi tay lỡ 2, 40 cho đến 50 kg tay lỡ 2. Rồi Hồng Nguyễn tiếp bỏ ra, lựa bộ khác liền tiếp nha. Đây, bỏ ra rồi ha. Rồi tay lỡ 2, 40 đến 50 kg tay lỡ 2.
Hồng 2 luôn, 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg. Lá 2 nè, khách đẹp nè, 40 đến 50 kg lá 2. 40 đến 50 kg nha lá 2. 40 đến 50 kg lá 2. Đèn 4 57 đến 62 kg, đèn 4. 57 đến 62 kg đèn 4. Phù thủy lá 2. Rồi cái này ghi cho tiết đỏ đại nha, 65 đến 70 kg đỏ đại. Đen 4 cho Đào Nguyễn, Đào Nguyễn đen 4 đỏ đại nha khách, 65 đến 70 kg đỏ đại. Hà Phạm kèm số điện thoại vô bạn, khách mới phải có số bạn ơi. Rồi chốt cho tiết là hồng 3 nha khách, 50 đến 57 cái mặt size 3 nha, hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Hồng chữ 4. 57 đến 62 kg hồng chữ 4. 57 đến 62 kg hồng chữ 4. 57 đến 62 kg hồng chữ 4. Đen 2 nè các, 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. Bộ dưới là hồng mấy? Bộ dưới đó, bộ dưới kìa. Hồng mấy? Hồng 3. Hồng 3 chân thấm, bộ mặt hết rồi em. Rồi hồng 3 chân thấm là áo hồng quần đen. Rồi đen 2 đi khách, 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. Rồi xanh 2 luôn khách, 40 đến 50 kg xanh 2. 40 đến 50 kg xanh 2. 40 đến 50 kg xanh 2. Caro 4 đi khách, 57 đến 62 kg caro 4. 57 đến 62 kg caro 4. 57 đến 62 kg caro 4. Vàng 4 nha các. Xanh 2 như yến sấp bộ, ok em nè. Caro 4 Trần Loan, ok các. Rồi vàng 4 nha các, 57 đến 62 kg. Vàng 4. 57 đến 62 kg vàng 4. Rồi kiểu liên tiếp mà mình ghi cho tiếng là lưới 4 nha. 57 đến 62 kg lưới 4. Kiểu giống tiết đăng mặt. Lưới 4. Đây lưới 4 khách ơi, 57 đến 62 kg lưới 4. Rồi mình ghi chữ ngôi sao 2 đi, ngôi sao 2. 40 đến 50 kg ngôi sao 2. 40 đến 50 kg ngôi sao 2. 40 đến 50 kg ngôi sao 2. Rồi tay lỡ 2 luôn. 40 đến 50 kg tay lỡ 2. 40 đến 50 kg tay lỡ 2.
Rồi trắng 3, 50 đến 57 khí khách, trắng 3 nha, đẹp quá nè. Vàng 4, Trần Dung vàng 4. Trần Dung vàng 4. Trắng 3 đi khách, 50 đến 57 khí trắng 3. 50 đến 57 khí trắng 3. Hồng chữ 3. Ngôi sao 2 Nhi Yến xuất bộ. Em ơi em báo số tiền đi quanh chút Lương Thị Cẩm Ti nè, hồi nãy chuyển chị bao nhiêu, em báo số tiền đi em. Em báo số tiền, chị kiểm tra số tiền. Rồi, hồng chữ 3. Em đã chuyển bao nhiêu, em báo số tiền nha. Hồng chữ 3. Tay lỡ 2 Ngọc Tiên rồi, ok em. Trắng 3 Hà Thiện Mỹ Diệp, ok khách. Cái này hồng chữ 3 nha, 50 đến 57 ký hồng chữ 3. Xám 4, 57 đến 62 ký xám 4. Xám 4, 57 đến 62 ký xám 4. Rồi da 2 luôn đi khách, 40 đến 50 kg da 2. 40 đến 50 kg da 2. 40 đến 50 kg da 2 nha. Rồi Ngọc Tiên đi đơn ok em. Xanh đen 4 nha khách, 57 đến 62 kg xanh đen 4. 57 đến 62 kg xanh đen 4. Cái này để cái giấy ngoài đi để tiết hỏi khách bao nhiêu tiền nữa. Quanh chút ơi, em báo số tiền giùm chị. Đó, nãy giờ chị nói với em là em báo số tiền để chị kiểm tra. Quan trọng là cái số tiền chuyển có đúng không để chị kiểm tra em ơi. Xám 4, Ngọc Trang xám 4. Đó, nãy giờ báo là báo số tiền giùm chị. Chị kiểm tra nha, nhận tiền nhưng mà bây giờ em phải báo chính xác là mình đã chuyển bao nhiêu. Rồi bây giờ nói báo chuyển tiền rồi đâu biết bao nhiêu tiền em, mình phải báo đơn giản thôi. Chị ơi em chuyển chị 100 ngàn, chị ơi em chuyển chị 200, 300, 400. Mình chuyển tiền phải xin chính xác cho em. Xanh đen 4, 57 đến 62 kg. Rồi 457 ngàn. Rồi chị nhận tiền 457 ngàn. Đó đơn giản vậy thôi, lần sau mình chuyển cho ai cũng vậy hết trơn á. Ờ em chuyển 1 tỷ nha mấy chị, em chuyển 500 triệu ví dụ như vậy. Mình chuyển tiền mình phải báo số tiền liền. Lỡ bây giờ em nói em chuyển chị, ngày mai cái chị nói là chị nhận có 100 ngàn, rồi sao đúng không? Mình chuyển bao nhiêu mình nói thẳng. Ờ chị em chuyển cho chị 499 ngàn, em chuyển cho chị là 120 ngàn. Đó mình chuyển tiền mình phải báo số tiền 457 ngàn. Mọi người lưu ý mình chuyển tiền, tiền bạc quan trọng. 1 ngàn nó cũng nhiều khi nó cũng gây gắt gối nữa. Đó, mình chuyển bao nhiêu mình báo bấy nhiêu, đúng là tiếng ok liền. Lỡ bây giờ nói chị ơi em chuyển cho chị rồi nha. Ờ ok em nha. Ngày mai cái đó em chuyển cho chị 500 ngàn, ở đây nhận có 350. Thí dụ như vậy. Đó tiếp đang thí dụ thôi. Tiền bạc quan trọng, chuyển bao nhiêu cứ nói bấy nhiêu, không đúng chị em mình nói chuyện liền. À, 1 ngàn cũng có thể là sẽ gây hiểu lầm nữa. Rồi chị Đinh Hạnh, chị lấy mãi gì chị? Cái này tí đang like đèn đen 3 đó mọi người. Cái này là cái chuyện mình biết nói là thực tế đúng không? Mình chuyển tiền bao nhiêu mình phải nói rõ ràng chứ không phải ồ e chị ơi em chuyển rồi cái ở đây ok em nhận có 200 ngàn, ngày mai nói em chuyển 1 tỷ rồi sao, ví dụ vậy thôi. Rồi mã này ghi cho tiếp là đen 3. Đen 3 nha khách. Rồi 50 đến 57 kg đen 3. Rồi mã này cam 2, 40 đến 50 kg cam 2. Chuyển tiền chỉ cần ghi à, em quanh chốt đã chuyển 350. Đơn giản thôi, cái tên và cái số tiền tự động ở đâu cha cũng được hết. Rồi mã này ghi cho tí là cam 2.
cũng 10 đến 50 kg em hai. Chứ mình đừng có đi mình nói ồ chị ơi em chuyển rồi nha chị. Nói vậy chi? Nói là phải nói chính xác cái số tiền ra. Đúng không? Tiền bạc quan trọng mấy chị, nhiều khi 5.000 đây còn nó còn rắc rối nữa, muốn chi mấy trăm ngàn lận. Rồi xanh dương 4. 57 đến 62 kg xanh dương 4. 57 đến 62 kg xanh dương 4. Hồng 4. 4 bộ nào chờ. Đó. Rồi, phải bộ này không khớp không phải, hồng 4 không có nè. Thiệt tình luôn. Tay lỡ 2 nha khách. Rồi 40 đến 50 kg tay lỡ 2. Nãy giờ tiếp không có cầm bộ nào hồng 4 hết khách. Không có nha. Có bộ hồng chữ 3 thôi. Rồi tay lỡ 2 giùm tiếp 40 đến 50 kg. Tay lỡ 2. Xanh dương 4 đang cầm xanh dương mình. Rồi xanh lam em có xanh dương 4 nha. Xanh dương 4. Cổ dung hả cổ gì? Rồi để tí coi nãy có xanh dương 4 hả? Cổ tim có cái nơ. Cổ tim có cái nơ hả? Có cổ dung là được không khách? Rồi số 3 không. Số 3 không à. Cuộc tình. Cuộc tình trái ngang quá trời luôn. Còn số 3 không. Đây để chị coi ở đây hai bộ nè, có 4 nè. Rồi để chị coi có số 4 nè. Đây xanh dương 4. Rồi duy nhất bộ xanh dương 4 nè. Chúc sinh ơi, kiểu này chúc sinh chịu không? Chỗ này đẹp nè, chúc sinh chịu không? Xanh dương 4. Đó giờ còn 3 không? Bộ này số 4. Rồi chúc sinh chịu bộ này không? Xanh dương 4 nè. Đó, bộ này cũng đẹp lắm nha, lấy thì báo ok, tiếp lấy thì chúc sinh nha. Hồng lưới 4 mọi người, nãy hồng nhiều quá lộn nha, là hồng lưới 4. 57 đến 62 kg hồng lưới 4, lưới là thun lưới ép nhung à. Hồng lưới 4. 57 đến 62 kg. Rồi hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. Một mặt hết rồi khách, một mặt hết rồi. Rồi lưới 2 40 đến 50 kg. Rồi chúc sinh đồng ý nè. Chúc sinh đồng ý nè. Rồi lưới 2 đi khách 40 đến 50 kg. Lưới 2. Hồng lưới 4 Phương Nguyễn. Phương Nguyễn hồng lưới 4. Rồi cái này mình ghi cho tí là lưới 2. Xanh dương 4 em hết rồi chị Phạm Lê. Em còn số 3 à chị. Xanh dương 4 tiếp hết nha. Còn 3 không khách, ở đây 3 4 bộ số 3 thôi. Rồi đẹp quá, đen 2 nè khách. 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. Hồng chữ 2 nha khách, mới đọc hồng 2 rồi, bộ này là hồng chữ 2 nha, kiểu không tiếc mặt. Hồng chữ 2. Rồi 40 đến 50 kg. Hồng chữ 2. Đen 2 Nguyễn Phương. Chị Đinh Hạnh có một bộ thôi chị. Rồi hồng chữ 2. Xanh 3 em không có. Rồi cuối like đi đơn cho Phương Nguyễn. Đen 2 cái tại chốt. Hồng chữ 2. Rồi cam 4 nha khách. 57 đến 62 kg cam 4. Năm mươi bảy đến sáu hai kg cam 4. Màu đẹp nè. Vàng 4.
Trang Nguyễn có cam 4, vàng 4 nha khách, 57-62 kg vàng 4, 57-62 kg vàng 4. Bây giờ tiếp còn xanh dương số 3 thôi, xanh dương số 4 là tiếp hết rồi nha mọi người nha. Xanh dương 3 nè. Rồi, ai lấy thì giùm tí xanh dương 3. Số 3 50-57 kg xanh dương 3 nha. Rồi, ai lấy thì giùm tí xanh dương 3. 50-57 kg nha, xanh dương 3. Rồi, bộ này đỏ đại, bộ này to đùng luôn, 65-70 kg. Đó, ấy quên, đen đại, 65-70 kg. Bộ này to đùng luôn mọi người, 65-70 kg. Đen đại, 65-70 kg. Đen đại, 65-70 kg. Đen đại, xanh dương 3 chị Nguyễn Thái. Đen đại Nguyễn Phương, Nguyễn Phương khách mới 5 bộ. Rồi mình mua thêm thì mình cọc, bên tiếp mới chốt thêm được nha. Xanh dương 3 chị Nguyễn Thái. Rồi cam đại luôn, cam đại nha, 65-70 kg cam đại. Cái này có thiêu. Cam đại, cam đại nha khách, có thiêu nè. Cam đại. Đó, tí có lộn vô một vài bộ đại thôi nè mọi người. Rồi mã này ghi cho tí là chữ 3 nha. Cam đại cho Kiên Quỳnh. Cam đại Kiên Quỳnh. Dạ không chị Nguyễn Phương, khi nào chị chuyển khoản rồi xong rồi em mới chốt thêm chị. Cái này là quy định bên em rồi chị. Rồi mã này ghi cho tí nha, chữ 3. Rồi 50-57 kg chữ 3. Bên em là chỉ nhận chuyển khoản, và khi khách chuyển khoản rồi thì bên em mới chốt tiếp. 149.000 đặng Úc. Rồi chữ 3 nha khách, 50-57 kg chữ 3. Cái này quần lỏ nó để vô cái cục tiền. Tại Duy Linh lấy chữ 3. Chữ 3 đứa còn bộ. Rồi má này là cam 2, 40-50 kg cam 2. 40-50 kg. Rồi chữ 3 tiếp còn nha mọi người ơi. Cam 2 nè, 40-50 kg. Rồi khách lấy ghi giùm tí cam 2, 40-50 kg. Rồi cái này là áo sơ mi. Rồi trắng 2 khách tay lỡ nha, 40-52 kg trắng 2. Rồi 40-52 kg trắng 2. 40-52 kg trắng 2. Rồi tím 2 luôn khách, 40-52 kg. Cái áo sơ mi là dạng rộng vậy nè mọi người nha, dạng rộng nha. Tím 2 và trắng 2, 40-52 kg. Tím 2 trắng 2, 40-52 kg. Tím 2 trắng 2. Rồi bộ này chốt cho tiếp. Để tí coi đỏ 4 mọi người, 57-62 kg đỏ 4. 57-62 kg đỏ 4. 57-62 kg đỏ 4. Hồng 3 đi khách, 50-57 kg. Rồi đi đơn cho chị Nguyễn Hái. Ok chị. Bộ hồng này bị lỗi. Chuyển khoản chị, số tài khoản đăng trang like. Rồi chuyển vô đó 200k cho em chị. Da 2 đi khách, 40-50 kg da 2. Rồi 40-50 kg. Rồi khách lấy ghi giùm tiếp da 2, 40-50 kg da 2. Rồi
Rồi cam 3 đi khách, 50 đến 57 kg cam 3. 50 đến 57 kg. Chút hơn cam 3. 50 đến 57 kg cam 3. Vàng 4 đi khách, 57 đến 62 kg. Rồi vàng 4. Ngân Nguyễn chưa có bộ nào hết em. Vàng 4 57 đến 62 kg vàng 4. Tím 3 50 đến 57 kg, tím 3. 50 đến 57 kg, tím 3. 50 đến 57 kg, tím 3. Rồi đỏ 2 40 đến 50 kg đỏ 2. 40 đến 50 kg đỏ 2. Rồi hồng 4 57 đến 62 kg hồng 4. Tím 3 quanh Nguyễn, quanh Hiền Nguyễn Thị. Rồi mã này là hồng 4 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Mỹ Kim đặt trên like gọi chốt đơn nhiều cuộc không nghe máy. Rồi mã này ghi cho tí là hoa 3 nha. 50 đến 57 kg hoa 3 có bông hoa. 50 đến 57 kg hoa 3. Vàng đen 3. Rồi đi đơn quanh Hiền Nguyễn Thị. Ok khách. Cái này ghi cho tiếp vàng đen 3 nha. 50 đến vàng đen 4 mọi người. 57 đến 62 kg. Vàng đen 4 57 đến 62 kg. Vàng đen 4 57 đến 62 kg. Rồi hoa 3 cho Hương Lê. Hương Lê hoa 3. Vàng lưới 4 57 đến 62 kg vàng lưới 4. 57 đến 62 kg vàng lưới 4. Vàng đen 4. Rồi chốt cho chị Trinh Vinh Trần vàng đen 4. Bộ tiết cầm là vàng lưới 4. Bộ tiết cầm là vàng lưới 4 nha. Rồi 57 đến 62 kg vàng lưới 4. 57 đến 62 kg. Rồi xám 3 nè khách. 50 đến 57 kg xám 3. 50 đến 57 kg xám 3. Vàng lưới 4. Rồi xám 3 50 đến 57 kg. Vàng lưới 4 xám 3. Hồng da 3 50 đến 57 kg. Hồng da 3. Vàng lưới 4. Rồi xám 3 hồng da 3. Cam 4 57 đến 62 kg. Cam 4. Rồi thi bé không có đơn chị. Nãy giờ em không có đọc bộ nào caro 4 hết chị. Hương Lê có hoa 3. Riêu 3. Rồi 50 đến 57 kg. Riêu 3. Màu xanh riêu nha, xanh riêu 3. 50 đến 57 kg xanh riêu 3. Rồi chữ 2 40 đến 50 kg chữ 2. 40 đến 50 kg chữ 2. 40 đến 50
50kg chữ 2. Bi 3 50 đến 57kg bi 3. Cam 4 Đặng Ngọc Tuyết. Bi 3 50 đến 57kg bi 3. Rồi 50 đến 57kg bi 3. Rồi chị Nga Trần đi đơn 4 bộ. 83 50 đến 57kg. Lê Phương không có bộ nào hết chị. 83 50 đến 57kg 83. Rồi chốt cho tiếp bộ này hồng 4, 57 đến 62kg hồng 4. 57 đến 62kg hồng 4. Rồi 57 đến 62kg hồng 4. Đây xanh dương 4 còn lại bộ nữa nè khách, xanh dương 4. 57 đến 62kg xanh dương 4. 57 đến 62kg xanh dương 4. Hồng 4 nha Ngân Nguyễn là tay lỡ nha Ngân Nguyễn. Hồng 4 là tay lỡ nha. Rồi cái này ghi cho tiếp là nâu 2 nha, 40 đến 50kg nâu 2. Rồi xanh dương 4 Lê Thành Hiếu. Xanh dương 4. Rồi nâu 2. 40 đến 50kg nâu 2. Ngân Nguyễn xả dơ lên như vậy. Rồi tự đặt rồi tự xả. Mệt mỏi luôn á. Mệt mỏi thiệt. Rồi chữ 2 40 đến 50kg chữ 2. À, chữ 4. 57 đến 62kg chữ 4. 57 đến 62kg chữ 4. Rồi khách nào lấy đi cho tiếng hồng 4. 149.000 đẹp phạm. Rồi mã này ghi cho tiếng hồng 4. 57 đến 62kg mỗi. Kim Anh Nguyễn dạ ok nha chị, giao hàng địa chỉ cũ ok chị. Rồi nâu 3. Nâu 3 nha khách, 50 đến 57kg nâu 3. 50 đến 57kg nâu 3. Trắng 4. 57 đến 62kg trắng 4. 57 đến 62kg trắng 4. 57 đến 62kg trắng 4. Rồi đen 2 luôn khách, 40 đến 50kg đen 2. 40 đến 50kg đen 2. 40 đến 50kg đen 2. Rồi vàng. Vàng 4. Nâu 3 Kim Môn Lê Thị. Điện phạm kèm số vô chị. Có số điện thoại em mới gọi cho chị chốt đơn được chị. Vàng 4. 57 đến 62kg vàng 4. 57 đến 62kg vàng 4.
Rồi em nhận được rồi chị Nguyễn Phương. Em nhận được 200k rồi. Chị Mi Du khách mới mua thêm cọc mới chốt thêm được chị. Khách mới em chỉ chốt tối đa 5 bộ thôi. Trắng 4 chị Tiệp Phạm. Rồi Bi 4. Bi 4 nha khách. Rồi 57-62kg Bi 4. 57-62kg Bi 4. 57-62kg Bi 4. Rồi đỏ 2 nè khách. 40-50kg đỏ 2. Rồi đỏ 2 40-50kg Nguyễn Phương Bi 4. Kim Môn Lê Thị 2 bộ đi đơn. Đen 2 Linh Trân. Ok em. Đen 2 Linh Trân. Rồi ok em. Đỏ 2 40-50kg. Đỏ 2 kiểu xếp mặt 40-50kg đỏ 2. 40-50kg đỏ 2 kiểu đúng tiếng Anh mặt. Đỏ 2. Xanh riêu 4 nha khách. Linh Trân có đen 2 rồi em ơi. Rồi mã này ghi cho tiếp. Xanh riêu 4 57-62kg. Xanh riêu 4 57-62kg. Xanh riêu 4. Đỏ 2 Trương Nguyễn. Trương Nguyễn đỏ 2. Hồng 3 đi khách. Kiểu tiết mặt nha. Bông khác. Hồng 3 50-57kg hồng 3. Xanh riêu 4 Trần Dung. Rồi Trần Dung xanh riêu 4 hồng 3. 50-57kg hồng 3. Hồng 3. Rồi hồng 2 40-50kg. Quanh Hiền Nguyễn Thị hồng 3. Hồng 2 40-50kg hồng 2. 40-50kg hồng 2. Rồi nguyên cục hồng luôn. Rồi hồng 4 57-62kg hồng 4. 57-62kg hồng 4. Đây khách ơi hồng 4 nha. Đây hồng 4. 57-62kg hồng 4. Lưới 2 đi khách. Lưới 2 nha. 40-50kg Lê Thị Ly hồng 4. Rồi để em coi cái này em còn. Rồi em còn Lê Thị Ly hồng 4, Na Cà đi đơn. Em còn hồng ngơ 3 nha, giống hồng 4, hồng ngơ 3. Đây khách để ý giùm tiếp nè, tại vì hồng này nó mấy kiểu đó. Hồng ngơ 3. Giống cái bộ hồng 4 nãy nha, hồng ngơ 3, 50-57kg. Rồi khách lấy đi cho tí là hồng ngơ 3. Đây, hồng ngơ 3 nha. Giống bộ hồng 4 có cái ngơ ở đây nè. Hồng ngơ 3, 50-57kg. Rồi lưới 2 40-50kg lưới 2. 40-50kg lưới 2. Lưới 2 nha. Đi đơn cho chị Lê Thị Ly. Dạ ok nha chị. À cục màu đẹp quá nè. Nguyên Hồng. Rồi hỏi chốt đơn nha khách. Tại tiếp không có xử lý hàng lỗi hả? Mình gọi mấy bạn chốt đơn á, mấy bạn trả lời mình. Rồi tiếp chỉ ngồi đây tiếp like thôi. Mọi vấn đề khác liên hệ bên chốt đơn nha. Rồi hồng lỡ 2 là tay lỡ nha khách. Hồng lỡ 2 40-50kg hồng lỡ 2. 40-50kg hồng lỡ 2.
40 đến 50 kg khách ơi. Hồng lỡ 2, tay lỡ nha. Hồng lỡ 2, nâu 2. Rồi 40 đến 50 kg hồng lỡ 2, nâu 2. 40 đến 50 kg. Lưới 2 Hậu Quỳnh Công, cho lại số đi khách. Số của mình dính liền không in số được. Rồi, Quỳnh Hậu Quỳnh Công cho lại số điện thoại. Rồi nâu 2 nha mọi người. 40 đến 50 kg nâu 2. Hồng lỡ 2 nâu 2. Rồi cam 4. Không có lửng khách. 57 đến 62 kg cam 4. Chị Xuân Quý, một đơn hàng trả về em là mình bây giờ thành bơm hàng rồi chị. Em không bán chị nữa nha. Khách về quê không nhận được. Đó, lý do nha. Rồi, cam 4, Lê Thành Hiếu, Hậu Quỳnh Công thấy số của khách. Ok nha khách. Cam 4, Lê Thành Hiếu. Rồi, chốt cho tiếng là Hồng 4 nè. Hồng 4 nha. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Đây bộ đẹp nè khách. Cà phê sữa 4. Lê Thành Hiếu hồng 4. Rồi ok khách. Cà phê sữa 4 này đẹp nè mọi người. Cà phê sữa 4. Em mặc số 2 nè chị, 40 đến 50 kg rồi chị, em bán rồi chị ơi. Cà phê sữa 4. 57 đến 62 kg. Rồi mã này ghi cho tí là hồng 2, 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg hồng 2. Cà phê sữa 4 Kiên Quỳnh. Ủa, quá đẹp ha. Hồng 2, 40 đến 50 kg hồng 2. Đỏ 4 đi khách. 57 đến 62 kg đỏ 4. 57 đến 62 kg đỏ 4. 57 đến 62 kg đỏ 4. Nguyễn Phương đỏ 4. Rồi ok chị. Rồi khách ghi cho tí là hồng 3 nha. 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Hồng 2 Vi Luận. Vi Luận hồng 2. Rồi vàng 3 50 đến 57 kg. Vàng 3. 50 đến 57 kg vàng 3. 50 đến 57 kg vàng 3. Nâu 3 luôn khách. 50 đến 57 kg nâu 3. Thảo Vương vàng 3. Thảo Vương vàng 3. Rồi, nâu 3. 50 đến 57 kg nâu 3. 50 đến 57 kg nâu 3. Vàng 3 hết, nâu 3. 50 đến 57 kg nâu 3. Mụi ơi, mụi vô trong phòng gói hàng á, xách ra cho tiếp 4 cục nha. Nâu 3 Cẩm Tú Đoàn. Cẩm Tú Đoàn nâu 3. Rồi
Rồi đây khách đi quên, mình ghi cho tí là ngôi sao 3 nha. 50 đến 57 ký ngôi sao 3. 50 đến 57 ký ngôi sao 3. 50 đến 57 ký ngôi sao 3. Rồi, hồng 4. Cảm ơn chị Lu Nguyễn. Hồng 4 nha, 57 đến 62 ký hồng 4. 57 đến 62 ký hồng 4. Chị Nguyễn Phương hồng 4. Để đây giùm tí. Ngôi sao 3 Hương Lê. Ngôi sao 3 tay lỡ 3 nè khách. 50 đến 57 ký 149.000 Trương Thị Hồng. Tay lỡ 3 nha khách. Chị Xuân Quý ơi, nãy giờ em chỉ nói một câu thôi, chị nặng nhẹ em hơi bị nhiều nha chị. Bây giờ hàng trả về thì bên máy của em, nhân viên em mới lưu là bơm hàng, và trên hệ thống báo như thế nào thì em báo như thế vậy. Mà nãy giờ em chỉ nói chị một câu, hàng trả về chị thành bơm hàng, mà nãy giờ chị nặng nhẹ em nhiều. Mặc dù chị là khách hàng thì em vẫn lịch sự đàng hoàng với chị, cũng mong chị lịch sự đàng hoàng lại với em nha. Rồi tay lỡ 3. Cái này em không phải là em nói là không có căn cứ, mà hàng khi trả về thông tin của chị đầy đủ thì nhân viên em mới lưu vô hệ thống là bơm hàng. Thì em chỉ nói nhẹ nhàng là hàng trả về thôi, em chưa nặng nhẹ chị lợi nào hết. Em chỉ nói một lời, nãy giờ chị nói em hơi bị nhiều. Em biết chị thiếu, chị đâu có thiếu gì tiền đó. Chị thiếu gì tiền? Đúng rồi, chị giàu mà, em đâu có dám nói gì chị đâu. Đúng rồi, khách hàng mấy năm mà bây giờ hàng trả về thì có sao em nói vậy. Chứ em đâu có nói thêm nấu bớt gì đâu chị. Tay lỡ 3 tại Duy Linh. Chị là khách hàng, đúng. Và chị có nhiều tiền, cái chuyện đó là chuyện của chị. Nhưng thật sự ở đây hàng trả về của em là có thiệt. Mà em có sao em nói vậy. Em có sao em nói vậy, em chưa hề nặng nhẹ gì chị hết. Chứ không phải chị có tiền rồi chị mua mấy năm trời, bây giờ chị không nhận xong rồi, bây giờ em không thể là em không nói chị được. Em cũng bán đàng hoàng với chị, chứ em chưa bao giờ em bậy bạ gì chị hết, để bây giờ chị nặng nhẹ em. Mà trong khi đó hàng là hàng trả về em. Em là người thiệt thòi, chị có thiệt thòi gì không? Chị lên chị mắng giết em. Hàng trả về em là người thiệt thòi. Em nãy giờ em nói gì chị? Mà chị mắng chị nhiếp em. Chị có nhiều tiền là chuyện của chị. Còn ở đây em bán hàng, thuận mua vừa bán. Rồi đây là vàng 3 nha khách, 50 đến 57 ký. Chị nhiều tiền, em cũng không có xin tiền chị bao giờ. Em bán đàng hoàng, chị mua, em bán, giao tới nơi nhận tiền. Còn bây giờ hàng trả về thì em nói hàng trả về. Mà chị lên chị nói này nói nọ em. Em nói là có căn cứ em mới nói, chứ không phải là em nói mà kiểu như nói bậy nói bạ. Vàng 3, 50 đến 57 ký thấp. Vàng 3 50 đến 57 ký, mã là vàng 3. Chưa nói gì hết trơn nha mấy chị. Vô nói em này kia nọ, nhiều tiền này kia nọ. Ủa nhiều tiền thì đó là chuyện cá nhân của mấy chị. Mấy chị nhiều tiền em cũng đâu có ăn giọng được ngàn nào đâu, mà mấy chị khoe mấy chị nhiều tiền. Rồi ghi cho biết là hồng 4. 57 đến 62 ký hồng 4. 57 đến 62 ký hồng 4. Khách hàng
hàng là thượng đế, chứ không phải là cha là mẹ em. Muốn vô đây muốn nói gì nào nói. Cha mẹ em còn chưa nặng nhẹ em nữa nha. Hồng 4 nha Thơ Nguyễn. Rồi đỏ 4 mấy chị, 57 đến 62 kg đỏ 4. 57 đến 62 kg đỏ 4. 57 đến 62 kg đỏ 4. Rồi bi 3 đi khách. 50 đến 57 kg bi 3. 50 đến 57 kg bi 3. 50 đến 57 kg bi 3. Nâu 4 mấy chị, 57 đến 62 kg nâu 4. 57 đến 62 kg. Rồi nâu 4. Xám 2 40 đến 50 kg. Nâu 4 cho chị Nguyễn Phương. Nâu 4. Xám 2 40 đến 50 kg, xám 2. 40 đến 50 kg, xám 2. Thiệt tình luôn, sáng em nói luôn. Những chị bơm hàng toàn là mẹ không. Vô nói cái không chịu, mắng nhiếc lại. Sáng em có nói rõ ràng. Những chị bơm hàng toàn là mẹ không. Chứ không phải là bình thường. Vô mắng nhiếc người ta, hàng trả về đây người ta không nói câu nào mà còn quay qua còn mắng còn nhiếc nữa. Sáng 3, 50 đến 57 kg. Đó, em nói mấy chị coi thử có phải là bơm hàng là làm mẹ không không. Nãy giờ đó mấy chị coi like mấy chị thấy không, em chỉ nói một câu nhẹ nhàng bơm hàng rồi thôi em không bán, chứa hay nặng nhẹ từ nào chứ, nhắn tin dập nói. Xám 2 với thương xoan. Rồi vàng 2 40 đến 50 kg vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. 40 đến 50 kg vàng 2. Đó, mấy chị coi like em, mấy chị để ý. Ai mà lên bơm hàng cái là muốn làm mẹ liền. Nói không có được. Nói bơm hàng không có chịu. Rồi mình ghi cho tí là đỏ 2 luôn đi. Màu này không phải màu đỏ, màu này màu tím cái gì á. Rồi mình ghi cho tí là phối 2 đi. Chứ đọc màu đỏ thì nó không đúng lắm ha. Phối 2. Rồi 40 đến 50 kg phối 2. Rồi ok Nguyễn Phương luôn. Đó, lấy phối 2. Cái này ghi cho tí là trắng 2 nha, 40 đến 50 kg trắng 2. 40 đến 50 kg trắng 2. 40 đến 50 kg trắng 2. Quá đẹp luôn, đỏ 3, 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. Bộ mặt không có số 3 chị hồng hồng. Đen 3 đi khách, 50 đến 57 kg đen 3. 50 đến 57 kg đen 3. 50 đến 57 kg đen 3. Rồi xám 4 nha khách, số 4 nha. 57 đến 62 kg xám 4. Đen 3 Nguyễn Phương. Rồi, đẹp quá mọi người, ghi cho tí là trắng 3 nha. 50 đến 57 kg trắng 3. Đen 3 tiếp quăng xuống rồi không? Cái này trắng 3, xám 4 là Nguyễn Phương.
Rồi thích rồi, đen 3 dùm tiếp. À trắng 3, xin lỗi, trắng 3 Trần Tina. Thiệt luôn Lan Anh, bữa giờ tháng 7 này chị bị hoài luôn. Bơm vô nói một câu một cái gọi đây chửi chị. Trắng 2 khóc, trắng 3 chốt rồi. Đó, nãy giờ coi like thấy có nói nặng nói nhẹ câu nào không? Chỉ nói một câu nhẹ nhàng. Hàng trả về rồi, bơm rồi em không bán nữa. Như vậy nhẹ nhàng chưa? Nhẹ nhàng lắm luôn. Nhẹ nhàng lắm luôn mà vẫn bị chửi. Trắng 2. Ủa em bị bơm mà trời. Em bị bơm mà, em lỗ tiền cước 2 lần mà. Vậy mà em còn bị chửi nữa hả? Tím 4 cái khách 57 đến 62 kg tím 4. 57 đến 62 kg tím 4. Rồi Phương Cao, chị không có kiểm tra nhân viên, chị kiểm tra em. Có gì rồi báo em sau nha. Tại vì chị chuyển hồi like không mà em. Đào Nguyễn tím 4. Đào Nguyễn có tím 4. Rồi lưới 4 cái khách 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. 57 đến 62 kg lưới 4. Trang Nguyễn lưới 4. Thì chị tức cái là chị bị lỗ em. Mang anh chị bị lỗ mà còn quay qua còn nói chị nữa. Đi đơn cho Hà thì nghỉ việc ok chị. À, mình là người bị bơm hàng, mình phải trả cước gửi đi, cước gửi về. À, mình bị lỗ tiền mà quay lại họ còn chửi mình nữa. Nâu 3, 50 đến 57 kg nâu 3. 50 đến 57 kg nâu 3. Bởi nói cái tháng này là tháng 7 là đúng đó, không có sai tí nào hết trơn. Nâu 3 cho Phương Cao. Rồi lá 2 rất đẹp quá, 40 đến 50 kg lá 2. Mình có giàu hay không giàu người ta cũng biết. Và cũng không có ai ăn tiền của mình hết. Thấy không? Đây là buôn bán mà thuận mua vừa bán. Còn cái vấn đề giàu hay nghèo đó là vấn đề nó không có liên quan. Em bán là mấy chị thuận mấy chị mua. Ở đây trời ơi chị gì thiếu gì tiền. Cái đó chuyện của chị. Lên đây khoe làm gì. Hồng 4, 57 đến 62 kg. Trời ơi, tiệm vàng đầy, mua đồ của tiếp tiệm vàng đầy, người ta còn chưa khoe chị tiệm vàng nữa đúng không? Ở đây tiệm vàng mua đồ của tiếp đầy luôn á. Người ta còn không nói ờ chị là tiệm vàng nha em, người ta còn chưa nói như vậy. Hồng 4. 57 đến 62 kg. Đó tiệm vàng người ta mua người ta còn chưa kể chị tiệm vàng này chi kia nọ đây còn chưa nói nữa. Rồi giống biết mặt nhưng mà cái hoa văn khác nha khách, mình ghi cho tiếng là lưới 2. Rồi ghi cho tiếng là lưới 2. 40 đến 50 kg lưới 2. À hình như giống thịt luôn nè khách. Đúng không? Không không, cái quần với cái áo khác. Bị lỗi rồi. Đây là quần với áo khác. Ở đây nhà giàu đầy mà không ai khoe hết trơn. Có sao không trời, không có ai ở nhà phải khóa chứ. Sợ. Đi hết nhà không khóa cửa. À khóa nè. Ở đây tiệm vàng mua đồ tiếp nhiều lắm. Tiếp biết người ta không có nói nhưng mình vẫn biết. Xanh dương 3, 50 đến 57 thì sao? Có.
6 giờ. Dạ. Xanh dương 3 nha khách, 50 đến 57 kg xanh dương 3. 50 đến 57 kg xanh dương 3. Rồi cái này khách ghi cho tiếng là hồng nơ 4 nha. Đuối 2 bị lỗi nè em ơi. Rồi hồng nơ, hồng nơ 4, 57 đến 62 kg hồng nơ 4. Dạ chị Long Giang Nguyễn. Đó đấy chưa. Mua 3-4 xào đồ người ta còn không có la lên nữa. Ở đây mà hả, cứ vỗ ngực xưng tên này kia kia nọ. Mệt. Ngôi sao 2 40 đến 50 kg. Ngôi sao 2 40 đến 50 kg. Ngôi sao 2. Rồi ghi cho tiếp. Bộ này là hồng 4 đi khách. 57 đến 62 kg hồng 4. Lá 2 chốt rồi hết. Lá 2 chốt nãy giờ rồi mà. Ngôi sao 2 rồi, sập 2 là bộ nào ta? Mấy chị lưu ý đặt theo mã em đọc, tại bây giờ không có theo mã của em không có biết đường lấy. Ngôi sao 2 anh Hưng Trần Thị. Sập 2 nó không phải. Rồi, mã này ghi cho tí hồng 3, 50 đến 57 kg hồng 3. 50 đến 57 kg hồng 3. Rồi ghi cho tiếp da 3 luôn. 50 đến 57 kg da 3. Rồi hồng 3 em chốt cho chị Long Giang Nguyễn. Nè đó, chế Long Giang Nguyễn này ở Hà Nội nha. Em ở Sài Gòn. Mua của em là 4 xào đồ, chứ không phải 3 xào đồ, 4 xào đồ. Mua đồ muốn mở shop luôn đó. Da 3 chị Thảo Vương. Đó, để em kể cho. Khỏi có tiệm vàng hay tiệm gì phải không, mà em kể ra cho. Đâu phải là cách như thế nào em không biết đâu. Rồi trắng 2 40 đến 50 kg. Có những chị khách nói thật ra là để dành một cái like để mà nói chuyện rất là dễ thương luôn. Có nhiều chị rất là dễ thương lắm. Hồng 4 cho chị Vinh Trần. Đây. Chị Vinh Trần hồng 4. Ở đây khách dễ thương rất là nhiều chứ không phải không có đâu. Mà nhiều khi em like em đâu có thời gian mà gọi là trò chuyện tương tác với khách đâu. Nhiều khi mấy chị cũng không có thời gian để mấy chị lên đây nghe em nói nhảm nhảm đúng không? Cho nên là cứ lên là tập trung bán hàng. Em thì bán mấy chị mua đó, tập trung vậy thôi. Tại vì cũng không có thời gian, mấy chị cũng còn công việc của mấy chị. Tím 2 dùm tiếp luôn, 40-50kg tím 2. Đâu có thời gian mà lên mà ngồi tán dốc đâu. Ai cũng có việc riêng hết mà. Hồng 3. Hồng 3 em hết rồi. Tím 2 nha mọi người, tím 2. Rồi tập trung cái này lưới 2 để sợ lát đọc lộn mã. Lưới 2 40 đến 50 kg. Da 3 tiếp đã chốt rồi khách. Rồi bộ này khách ghi cho tiếp lưới 2, tím 2 lưới 2. Chị Hùng Phạm rất là dễ thương. Đó, ở đây nhiều chị dễ thương lắm. Nhưng mà em đâu có thời gian để em lên em kể này kia nọ. Mấy chị mà nghe em ngồi kể là mấy chị cũng đâu có coi em like đúng không? Chủ yếu là lên coi quần áo thôi. Rồi cái này ghi cho tiếng là lưới 3. Đó, chủ yếu lên nhìn quần áo thôi. Mà bây giờ em không bán thì cũng đâu ai coi đâu. Em lên em nói nhảm nhảm đâu ai coi. Lưới 3 rồi, 50-57kg lưới 3. Rồi ghi cho tiếp cam 4. 57-62kg cam 4. Lưới 3 cho hồng đổ. Đó, lên chủ yếu là nhìn quần áo nè. Mà lên mà thấy em không dơ quần áo là chán lắm luôn. Hoàng Minh Dương lưới 2. Lên thấy cái mặt em thôi cũng chán chết, ngày nào cũng thấy. Chán quá trời luôn. Chủ yếu lên nhìn đồ, đồ mấy em không có bị chán thôi. Tím 2 đoàn trần. Rồi lưới 3 hết rồi khách.
giờ mà lên mà không dơ đồ đứa mặc ra ai mà coi nữa, chán quá trời chán. Rồi cam 4 57 đến 62 kg cam 4. Rồi lưới 2 tiết hết rồi khách. Một lát qua mẫu khác em tiết nha. Cam 4 à, 57 đến 62 kg. Rồi vàng 2 nè khách, 40 đến 50 kg. Nói vậy hả Thơ Nguyễn? Trời ơi, Thơ Nguyễn rồi nghe câu nói này. Nói này là vui không ngủ được luôn á. Cũng có người không có chán mình. Dạ mình vui. Mình vui nha. Rồi vàng 2 40 đến 50 kg. Vui đó, nghe nói không chán là thấy vui rồi đó. Rồi lưới 3 phải không? Rồi để lấy chị kiếm lưới 3 chị dơ lên cho. Ở đây có 4. Trắng 4 nha khách. 57 đến 62 kg. Còn hàng đó mọi người ơi. Trắng 4 à, 57 đến 62 kg trắng 4. Nói chung là cố gắng chốt cho mọi người nè, để mất thời gian coi like mà mình không mua được cũng cũng ấm ức lắm chứ bộ. Cam 2 nè khách. Lưới 3 chốt rồi khách ơi, cam 2 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg. Rồi đây bộ này đẹp lắm. Nâu 3 đi khách. 50 đến 57 kg nâu 3. Vô hay lấy thêm muội rồi. Ừ. Thêm 4 cục nó được hết giờ. Nâu 3 nha khách. 50 đến 57 kg nâu 3. Rồi đây đen 2 nè. 40 đến 50 kg đen 2. Lưới 3. Ở đây có lưới 2, lưới 4 nhiều quá trời, lưới 3 không thấy. Đen 2 nha mọi người. Đây xanh 3 mọi người ơi, xanh 3 nè. Ủa quy 3 tiết chốt rồi à, Thơ Nguyễn. Ủa quy 3 hình như chốt rồi. Để lát tiết coi bộ bí dưới số mấy. Rồi xanh 3 nè các. Nâu 3 anh Thư Trần Thị. Rồi ok anh Thư Trần Thị nâu 3 à, để dưới đi cho chắc. Rồi xanh 3 nha khách ơi. Xanh 3. Rồi chị Nguyễn Phương xanh 3. Đây để coi cục này là lưới số mấy. À lưới nè. Rồi cái này là xanh dương 3 nha khách. 50 đến 57 kg xanh dương 3. Đây chiếc quăng đây. Rồi xanh dương 3 nha khách. 50 đến 57 kg xanh dương 3. Bộ bi đó số mấy? Bộ bi trên đó số mấy? Bi này không? Ừ. Bi này là bi 3. Rồi đưa cho tiếp. Xanh dương 3 nha. Đây tiếp hộn bộ bi 3 nè. Ai bi 3 nè, 50 đến 57 kg bi 3. 50 đến 57 kg bi 3. Mới lấy thêm 4 cục. 4 cục chưa lại á, mới lấy ra nữa. Rồi bộ giống tiết mặt số 2. Kiểu giống tiết mặt nha, lưới 2. Bi 3 cho Thơ Nguyễn. Bộ giống tiết mặt lưới 2. 40 đến 50 kg lưới 2. 40 đến 50 kg kiểu giống tiết mặt. Cái hoa văn nó khác thôi. Beo 3 nè khách, 50 đến 57 kg beo 3. Đúng rồi Thơ Nguyễn, hai bộ đúng rồi khách. Đây là Thơ Nguyễn đó, cũng khách dễ thương không à. Trời nhiều khách dễ thương lắm mà đâu có thời gian đâu mà kể ra. Quy 3 tiết hết nha. Beo beo 3. Rồi vàng 3 luôn, 50 đến 57 kg lưới 2 cho Thư Phan beo 3 Nguyễn Phương. Lưới 2 beo 3 vàng 3. Chị Nguyễn Phương ơi, của mình 15 bộ rồi chị. Nếu mà chị chốt thêm thì chị cập thêm giùm tiếp nha. Cái chốt được nha chị. Beo 3 chị hết nha. Vàng 3.
vàng ba lưới hai mới vừa chốt luôn. Vàng ba tiếp nha, 50 đến 57 ký. Trắng 4 nha khách, đẹp quá nè. 57 đến 62 ký trắng 4. Bêu chốt rồi khách ơi. Trắng 4 nhìn tiếp nè, 57 đến 62 ký trắng 4. Rồi hồng 3 luôn. 50 đến 57 ký, 50 đến 57 ký hồng 3. 50 đến 57 ký hồng 3. Đây xanh dương 4. Nãy chị nào chưa chốt được chốt xanh dương 4. 57 đến 62 ký xanh dương 4. 57 đến 62 ký. Hậu Quỳnh Công mới có bộ quà khách. Bây giờ khách gán đặt thêm bộ nữa đi, tiếp cũng còn hàng. Mới có bộ thôi nha. Rồi ai lấy gì cho tiếp, xanh dương 4, hồng 3, cam 3. 50 đến 57 ký rồi cam 3. Hồng 3 cho hồng hồng. Hồng 3 hồng hồng, hình như hồng 3 này như còn sao. Hồng 2. Rồi bây giờ tiếp còn hai không, xanh dương 4 chị đổ hoa không. Xanh dương 4 chị đổ hoa. Rồi chị Phương Nguyên 4 bộ trắng 4, chị Ngọc Hà trắng 4, cái quăng xuống dưới rồi phải không? Đúng rồi đó. Rồi trắng 4 hồng 3 tiếp chốt rồi nha mọi người nha. Cái này là cam 3 nha, cam 3 sang hồ chương. Ok khách nè. Rồi cam 3. Rồi đây xanh bơ 2 mọi người. Rồi sang hồ chương. Rồi anh Hương Trần Thị ơi, bây giờ đơn hồi sáng em kêu đi đơn là đi rồi, sẽ giao tới không tiền. Còn cái like này là em được 2 bộ. Rồi tôi buổi sáng chiều đi đơn xanh bơ 2 40 đến 50 ký. Xanh bơ 2 40 đến 50 ký, bộ đẹp quá mọi người. Xanh bơ 2 nha, 40 đến 50 ký. Rồi mã này ghi cho tiếp là cam 2 nè, 40 đến 50 kg cam 2. Rồi 40 đến 50 kg các ơi. Quá đẹp luôn nè. Đó bộ này hôm bữa mặc chụp hình nè, cam 2 xanh bơ 2. Xanh bơ 2 Cúc Phạm. Rồi cam 2 đi khách. Mã này phối 2. 40 đến 50 kg phối 2. Rồi chị Quanh Liên một bộ đi đơn. Rồi chị Nguyễn Phương ơi, mình 15 bộ rồi. Bây giờ mình chốt em mình phải cọc thêm nữa em mới chốt em được chị nha. Mua nhiều là cọc nhiều giùm em nha chị, ở đâu cũng vậy á chị. Rồi cái này ghi cho tiếp là phối 2, cam 2 cho Đặng Huyền. Phối 2 nha, 40 đến 50 kg phối. Phối 2 40 đến 50 kg phối 2. Rồi vàng 4 nè khách. 57 đến 62 ký vàng 4. Vàng 4 nha, 57 đến 62 ký vàng 4. Rồi đen 4. Rồi tiếp nhận được 315.000 của Thao Nguyễn rồi khách. Đã nhận đi muội rồi. Rồi phối 2. Chốt cho anh Hư Trần Thị phối 2. Rồi mã này ghi cho tiếp là đen 4 là 57 đến 62 ký đen 4. 57 đến 62 ký, đây khách bộ này đẹp nè. 57 đến 62 ký đen 4 2 bộ. Chị ơi, em chỉ chốt 15 bộ. Tại
tại vì mình cộng 200k chốt 15 mổ thôi chị. Rồi kiểu không tiếc mặt lưới 2 nè khách. Đó chốt lại đi khách ơi, kiểu không tiếc mặt lưới 2. Đây kiểu không tiếc mặt lưới 2 nha. Cũng 10-50kg lưới 2. Lưới 3 kiểu này 50-57kg lưới 3. 50-57kg. Rồi bộ này là lưới 3 nha. Đó lưới 2 nãy mấy chị kiếm đó. Rồi đen 2 nè khách. Đen 2. Đen 2 khách ơi. Đen 2 lưới 2 Hoàng Minh Dương. Lưới 3 Hậu Quỳnh Công. Rồi ok khách, lưới 3. Lưới 3 bộ này ha, số 3. Rồi ok. Bộ này đen 2 nè khách. Đen 2 nha. Thảo Phương 2 bộ nha khách. Rồi đen 2 40-50kg. Đen 2 40-50kg. Đen 2 40-50kg. Đen 2 Di Yến xuất bộ đen 2. Rồi ok em. Rồi cái này mình ghi cho tiếp. Cam 3 nha. 50-57kg cam 3. Cam này cam đất đó mọi người. Cam đất 3 nha. 50-57kg cam đất 3. Đen 4 Chinh Chương. Rồi đen 4 chứ có 2 bộ. Rồi ai đen 4 nha. Ai lấy số đen 4 còn bộ. Rồi chị Hùng Phạm đen 4. Rồi ok chị đen 4. Bộ này là quần lỡ 9 bất nha khách. Mình ghi cho tiếp là lỡ 3. Cam 3 cho Nhi Yến xuất bộ. Ok em. Này là cam đất. Rồi cái này là lỡ 3 đi khách ơi. Màu hồng da quần lỡ 9 tấc nha. 50-57kg quần lỡ 9 tấc lỡ 3. 50-57kg lỡ 3. 50-57kg lỡ 3. Rồi bộ này ghi cho tiếng lưới 3 kiểu tiếp nè. 50-57kg lưới 3. Lỡ 3 và lưới 3. 50-57kg lỡ 3 lưới 3. Hồng 2 đẹp quá mọi người. 40-50kg hồng 2. Đây bộ này đẹp nha. 40-50kg hồng 2. 40-50kg hồng 2. Lưới 3 vi luận. Rồi vi luận lưới 3 hồng 2. Đây lưới 3. Bây giờ đây để tiết kiệm lưới 3. Rồi hồng hồng lưới 3. Bộ này thấp chịu không? Hồng hồng ơi chịu bộ này tiết lấy luôn cho mình là đủ 2 bộ. Hồng hồng lưới 3 này ok không thấp? Rồi hồng hồng chịu bộ này không? Lưới 3 nè. Kiểu không biết mặt. Cái quay văn khác thôi. Rồi hồng hồng chịu thì ghi ok dùm tiếp nha. Đen 4 Chinh Chương có rồi. Rồi chị đổ hoa một bộ gửi luôn. Lỡ 3 cho Tiên Quỳnh. Lỡ là 9 tấc. Lỡ 3. Caro 3 nè khách. Rồi hồng hồng ơi chịu bộ tí dơ lên không khách? Ở đây ghi cho tiếp. Caro 3 nha. 50-57kg. Rồi hồng hồng ok. Caro 3 50-57kg. Rồi lưới 2 khách ơi. 40-50kg lưới 2. 40-50kg lưới 2. Caro 3 Thảo Vương. Thảo Vương có Caro 3. Rồi hồng hồng ok rồi khách.
Rồi bộ này ghi cho tí là lưới 2 40 đến 50 kg. Lưới 2 40 đến 50 kg. Rồi cái này ghi cho tí là phối 2 đi, 40 đến 50 kg phối 2. 40 đến 50 kg phối 2. Lưới 2 lanh vỏ thị. Rồi ok em. Phối 2 đẹp nè khách. Nha, mẫu này đẹp. Ai lấy số mọi người ơi, phối 2 đẹp nha. Xanh 4. Rồi 57 đến 62 kg xanh 4. 57 đến 62 kg xanh 4. 57 đến 62 kg xanh 4. Phối 2 nhi xốp yếm bộ. Nhi yếm xốp bộ lọc lọc. Cuối like đi đơn cho anh Hương Trần Thị. Hương Lê Lê, chị đã nhận 4 bộ rồi nha em. Dạ em cảm ơn chị. Xanh 4 cho Đào Nguyễn. Ok Đào Nguyễn xanh 4. Rồi bộ này đẹp nha khách. Hồng 2 nè khách ơi, 40 đến 50 kg. Kiểu này đẹp nè. Hồng 2 40 đến 50 kg. Đó, kiểu này đẹp nha. Hồng 2 40 đến 50 kg. Rồi đây, đợt da 3 đi, đẹp quá nè. Da 3 chốt đi khách, quá đẹp luôn. 50 đến 57 kg. Da 3 50 đến 57 kg. Ai bộ này đẹp nha mọi người ơi. Da 3 50 đến 57 kg da 3. Rồi, đỏ 2 nha. 40 đến 50 kg đỏ 2. 40 đến 50 kg đỏ 2. 40 đến 50 kg đỏ 2. Da 3 cẩm tú đoàn, quá đẹp luôn á em. Da 3. Rồi vàng 3 nè. 50 đến 57 kg vàng 3. 50 đến 57 kg vàng 3. Da 3 tiếp mới chốt luôn chân thắm. Mới chốt luôn. Đỏ 2 cho Cúc Phạm. Rồi hồng 3 bộ này đẹp quá mọi người ơi nè. 50 đến 57 kg hồng 3 nè. 50 đến 57 kg hồng 3. Đó bộ này đẹp nha. 50 đến 57 kg hồng 3. Rồi cam 4. Rồi cam 4 này lỗi. Rồi vàng 3 nè khách, 50 đến 57 kg vàng 3. Đến 57 kg vàng 3. Đi đơn cho Cẩm Phú Đoàn. Bắp Thủy Tiên đi đơn. Hồng 3 Gia Linh Nguyễn. Rồi Gia Linh Nguyễn hồng 3. Ok Cẩm Phú Đoàn. Vàng 3 Dung Lê. Dung Lê vàng 3. Rồi hồng 3 cứ chốt rồi khách. Da 3 đi khách ơi, 50 đến 57 kg da 3. 50 đến 57 kg da 3. 50 đến 57 kg da 3. Rồi hồng chữ 3. Đúng rồi đó liên độ. Mấy bộ thích chốt được tức. Chị hiểu mà, nhiều khi chị cũng đi đặt livestream mà mấy cái mà không thích mà mấy cái thích mà đặt không được cũng tức lắm chứ bộ.
da ba, hồng chữ ba. Rồi đen 4, 57 đến 62 kg đen 4. 57 đến 62 kg đen 4. 57 đến 62 kg đen 4. Da ba Hoàng Minh Dương. Hồng chữ 3 Anh Thư Trần Thị. Anh Thư Trần Thị hồng chữ 3. Rồi phối 4. Quá đẹp chưa? 57 đến 62 kg phối 4. Năm mươi bảy đến sáu hai tỷ phối 4. Rồi chị Trần Thị Kim Tuyến ghi đơn vậy ok nha chị. Cái này ghi cho tiết đen 3, 50 đến 57 kg ken mai phối 4. Đen 3 nè khách, 50 đến 57 kg đen 3. Năm mươi đến 57 kg đen 3. Rồi da 2 đi khách, 40 đến 50 kg da 2. 40 đến 50 kg. Dạ cảm ơn chị Quỳnh Tuyết. Đen 3 cho Tuyền Thái. Rồi ok khách. Rồi da 2, 40 đến 50 kg da 2. Bộ này mình ghi cho tiết là cam 4 nha em đất. 57 đến 62 kg cam 4. 57 đến 62 kg cam 4 nha, có lưới đây nè. 57 đến 62 kg. Rồi Tuyền Thái cuối like gửi luôn ok khách. Nâu 3 nha khách ơi. Rồi 50 đến 57 kg nâu 3. 50 đến 57 kg nâu 3. Rồi khách ơi, 5 phút nữa tiết nghỉ. Tí giờ lại mấy bộ ở đây nữa nha. Rồi tiết nghỉ nha mọi người. Xanh riêu 3. 50 đến 57 kg xanh riêu 3. Năm mươi đến 57 kg xanh riêu 3. Rồi cam 2, 40 đến 50 kg cam 2. 40 đến 50 kg cam 2. Vàng 4 mọi người, 57 đến 62 kg vàng 4. Hết rồi, bắt Mỹ Tiên hết rồi em. Hồng 2 xanh riêu 3 trang 5. Hồng 2 40 đến 50 kg hồng 2. Kiểu không tiếc mặt. 40 đến 50 kg hồng 2. Rồi hồng hồng đi đơn luôn ok hồng hồng. Cam 2 Nguyễn Thị Quyên ok khách. Ơ tiếc có màu hồng. Dạ. Lưới 2 khách ơi, 40 đến 50 kg lưới 2. 40 đến 50 kg lưới 2. Đã bộ lưới. Rồi mã này mình ghi cho tiếp phối 2, 40 đến 50 kg phối 2. 40 đến 50 kg phối 2. 40 đến 50 kg phối 2. Rồi hồng chữ 3, 50 đến 57 kg hồng chữ 3. Hồng chữ 3. Rồi 50 đến 57 kg hồng chữ 3. Rồi lưới 4 nè khách. Kiểu giống tiết mặt nha. Lưới 4 57 đến 62 kg lưới 4.
57 đến 62 kg lưới 4. Đen 2 40 đến 50 kg đen 2. 40 đến 50 kg đen 2. Hồng 4 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. 57 đến 62 kg hồng 4. Xanh đen 4 nha các bạn. 57 đến 62 kg xanh đen 4. Đến 62 tỷ. Lưới 2 biển xanh. Đây, biển xanh lưới 2. Đào Nguyễn 5 bộ nha khách ơi. Chị Hùng Phạm một bộ gửi luôn lưới 4 bắp Mỹ Tiên, lưới 4 caro. Lưới 4 bắp Mỹ Tiên. Rồi, hồng chữ 4 nha Đào Nguyễn. Rồi ok rồi nha khách. Rồi đi đơn cho chị, đi đơn cho Đào Nguyễn. Lưới 4 có chưa? Ok nha. Xanh đen 4. Đâu đầu bộ lưới 4. Đầu bộ lưới 4 đây. Không phải, cái đó đen 2 mà. Lưới 4 nè. Nè. Nè, lưới 4 nè. Lưới 4. Ờ, lưới 4. Nó đen ha. Số 4. Số 4 hả? Ừ. Tao cái coi coi, nãy thấy cái mạc số 2 mà. Không phải là số 4. Số 2. Số 2 à? Số 2 người đẹp ơi, đen 2. Rồi biển xanh có lưới 2 nè, Đào Nguyên có hồng 4 rồi nha. Rồi bắp Mỹ Tiên lưới 4. Bắp Mỹ Tiên trước rồi chị. Chị đổ hoa thêm bộ xanh đen 4. Em kiếm thôi, có số 4 bây giờ lên cho mấy chị chốt. Bây giờ số 4 em hết lưới rồi. Em còn mộng hồng. Rồi cái này hồng 2 nha cả nhà ơi, 40 đến 50 kg hồng 2. 40 đến 50 kg. Em còn bộ này đen 3 đẹp nè mấy chị. Đen 3 nha, 50 đến 57 kg đen 3. Đến 57 kg đen 3. Rồi chị đổ hoa gửi hai bộ ok chị. Để em coi rồi còn số 4. Còn số 3 đây. Chị Hùng Phạm ơi, chị coi giùm em ơi, bộ này chị có chưa? Hồng 2 cho Lanh Võ Thị. Hồng lưới 2. Rồi đây chị Hùng Phạm ơi, bộ này chị có chưa chị? Lưới 4 này chị có cho em lấy cho chị. Đây chị Hùng Phạm nè. Coi giùm em ơi, mẫu này chị có chưa? Rồi hồng 2 của Dung hả? Của Dung phải không? Chân thấm ơi, hồng 2 đấy có chữ không khách? À, dạ có rồi ok chị, tại em hết rồi. Rồi chân thấm ơi, hồng 2 này được không chân thấm? Rồi đây hồng 2 này chân thấm, chịu không chân thấm ơi, hồng 2 nha. Rồi lưới 4. Rồi chị nào lấy chốt cho tiết bộ đang cầm lưới 4. Ôi ôi, coi kìa. Nó lấn át cái đài của mình luôn kìa. Đỏ 3, 50 đến 57 kg đỏ 3.
50 đến 57 kg đỏ 3. 50 đến 57 kg đỏ 3. Lưới 4 là Thanh Quỳnh. Mỹ Linh ở Trà Vinh nè. Cô tá giao hàng gọi nhiều cuộc không nghe máy, hàng trả về rồi nha chị. Rồi còn mấy bộ lên luôn nè. Bộ này nhỏ nhỏ không hả chứ. Rồi ai đi đơn bán em luôn em nghĩ. Đỏ 3 cho Phương Nguyên. Rồi ok khách đỏ 3. Rồi mã này mình ghi cho tiếp hồng lưới 2 cho khác bộ nãy nha. Hồng lưới 2 40 đến 50 kg. Hồng lưới 2 40 đến 50 kg. Hồng lưới 2. Rồi có chị nào đi đơn báo mình tí luôn khách cũ nha. Rồi khách mới thì để mai bên tiếp gọi. Rồi tiếp thị nha mọi người. Rồi lên Mimi sáng con bộ gửi luôn cho em. Ok em. Rồi dọn hàng nghỉ mấy chị ơi. Mai bán tiếp đi đơn cho chị. Rồi Đặng Huyền bộ đi đơn cho em. Ok em. Mai biết bán dập ly nha cả nhà nha. Lâu rồi không like dập ly. Mai like dập ly nha. Mai like dập ly nha cả nhà ơi. Lệ Nguyễn đi đơn cho em. Ok nha khách. Khách nào khách cũ có địa chỉ rồi mình cứ báo tiếp đi đơn đi. Tiếp gửi luôn cho lẹ nha. Đi đơn một bộ chân thấm. Rồi ok khách. Khách nào khách cũ là bên tí lưu địa chỉ rồi báo đi đơn đi cho nhanh mọi người. Gia Linh Nguyễn. Rồi ok khách nha. Rồi vậy tí tắt like nha cả nhà. Tạm biệt mọi người nha.